chương 3440, lại có phát hiện. Diệt tuyệt lắc người, áo đen bay bay, nàng mạnh mẽ phá vòng vây. Dĩ nhiên Lăng Hàn sẽ không thả diệt tuyệt đi, công kích càng cuồng bạo. Lăng Hàn dốc hết sức ứng đối, lực lượng siêu cuồng bạo, một kích đánh ra có mấy mảnh vải rách tung bay. Diệt tuyệt nhìn cánh tay, vải rách lộ ra cánh tay ngọc trắng nón, khuôn mặt nàng lộ vẻ xấu hổ tức tối. Lúc trước đánh nhau diệt tuyệt còn dư sức có thể bảo vệ quần áo, Lăng Hàn bây giờ có sức bật quá đáng sợ, nàng không rảnh lo chuyện khác. Lăng Hàn ngây người nhưng giây sau phục hồi chiến ý, kẻ địch thì không phân nam nữ, trong lòng hắn không có tà niệm thì kiêng rẻ cái gì. Giết, Lăng Hàn lại tấn công, boom 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 boom, Lăng Hàn điên cùng công kích làm diệt tuyệt rất chật vật. Nhưng thất bộ dù gì là thất bộ, làm sao không có chút thủ đoạn được. Khi váy đen sắp không che người được nữa bỗng có lớp khói đen tỏa ra từ người nàng, bao bọc diệt tuyệt lại như hóa thành quần áo lại giống hộ thuẫn. Lăng Hàn ngạc nhiên, vì hắn phát hiện khói đen không đơn giản, nó có hiệu quả giảm lực rất mạnh, công kích đánh vào như bị rẽ sang hai bên, diệt tuyệt khó bị chúng đòn. Với thất bộ thì chúng công kích mạnh hay yếu chẳng khác gì, dù sao khí lực không hỏng, tùy tiện đi. Nhưng diệt tuyệt đang phá vòng vây thì tình huống lại khác. Lăng Hàn có thể một kích chấn áp nàng, nhưng bây giờ đánh vào người diệt tuyệt thì lực lượng tản ra, nàng chúng lực lượng rất nhỏ bé, vì thế không thể ngăn cản được nàng, bị nàng cứng rắn lao ra. Hơi thú vị, Lăng Hàn nhủ thầm, hắn bày 100 tầng năng lượng thuẫn trên người mình, từng lớp tiêu trừ công kích, mạnh như cuồng loạn cũng không thể tổn thương hắn. Diệt tuyệt dùng một cách khác, khiến lực lượng công kích đánh chúng mình yếu đi, đây cũng là một cách phòng ngự rất hay. Có thể tham khảo, Lăng Hàn thầm nhủ, trước giờ hắn không phải loại người ngung cuồng tự phụ, chỉ biết khư khư cố chấp. Chờ trận chiến này kết thúc hắn sẽ nghiên cứu kỹ cách phòng ngự của Diệt Tuyệt, rất đáng để học tập. Bây giờ Diệt Tuyệt hầu như không chịu lực nên không thể ngăn nàng được, nhiều lần nàng suýt phá vòng vây lăng hàn đành rời khỏi hư không trước đưa người có lâm tiêu dương trong thức hải rời đi người đó là mục tiêu của diệt tuyệt đưa người đi thì chuyến đi này nàng đã hoàn toàn thất bại diệt tuyệt còn bị lăng hàn dụ thổ lộ lời nói tuy không lộ ra thân phận thật sự nhưng cũng vạch lớp ngụy trang thứ nhất diệt tuyệt hét to lăng hàn diệt tuyệt không có năng lực xuyên qua vị diện như lăng hàn người kia rời khỏi vị diện thì nàng không thể truy tung tiếp hoàn toàn mất cảm ứng với đối phương lăng hàn ngoái lỗ tai thản nhiên nói đừng lớn tiếng vậy tai của ta không biết diệt việt âm trầm nhìn lăng hàn quát giao người ra lăng hàn châm chọc ha ha đừng quên là ngươi trước tiên cướp người của ta bây giờ đòi ta giao người của mình cho ngươi bị khùng à không lẽ vì ngươi xinh đẹp nên muốn gì cũng được nữ hoàng hổ nữ đẹp không thua gì diệt việt nên lăng hàn sẽ không bị mê hoặc diệt việt hăm dọa ngươi chống đối ta có nghĩ đến hậu quả không ngươi có thể ngang ngửa ta nhưng người thân của ngươi thì sao? Ta nhớ ngươi có mấy thê tử, tử nữ, hừ hừ. Diệt tuyệt chỉ có một mình, thích gì làm nấy hoàn toàn không cần lo. Lăng Hàn nhướng mày, mắt lóe tia sát ý. Lăng Hàn vốn chỉ định chân áp diệt tuyệt, dù sao nàng đã không phải đại ma đầu ngày xưa, không biết bị ai đoạt xá. Nhưng giờ diệt tuyệt lấy thân nhân của hắn ra uy hiếp, khiến Lăng Hàn động sát khí. Lăng Hàn nhấn mạnh từng chữ, chờ ta vào thất bộ sẽ giết người đầu tiên. Diệt tuyệt bị khí thế của Lăng Hàn chấn nhiếp, ngây người, người một lúc sau đó cười phá lên. Bản tôn vạn cổ bất diệt, ngay cả nguyên thế giới tan vỡ trùng kích cũng không thể giết bản tôn, người dựa vào cái gì. Cho người ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau nếu người bản tôn muốn có mặt tại đây thì bản tôn xem như không có chuyện gì xảy ra, nếu không. Đừng trách bản tôn đại khai sát giới, diệt tuyệt xoay người, xé rách không gian rời đi, Lăng Hàn không đuổi theo, cuồng loạn cũng không cách nào giết thất bộ thì hắn càng không thể làm được. Hơn nữa diệt tuyệt mạnh hơn đám sung viêm nhiều, Lăng Hàn không thể chấn áp nàng. Lăng Hàn không thể bắt diệt tuyệt về, nàng cũng không thể cướp người đi. Phải nhanh lên, Lăng Hàn trực tiếp đến vị diện kế tiếp, sau đó không ngừng xuyên qua. Lăng Hàn muốn tìm nhiều người trong thức hải có đoàn sáng, phân tích hoàn toàn đoàn sáng. Nhưng người như thế rất ít ỏi, đi một vòng Lăng Hàn thu hoạch bằng không. Lăng Hàn về huyền mạc vị diện, tạm nghỉ lại, ở bên người nhà. Uy hiếp của diệt tuyệt rất nặng ký, nàng chỉ có một mình, bản thân bất tử bất diệt, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm không chút e ngại. Vì vậy Lăng Hàn bắt đầu dọn nhà, đưa cả gia đình đi một vị diện thấp kém ở tạm. Đáng tiếc trong gia tộc không ra sức chiến đấu thất bộ thứ hai, nếu không đã chia sẻ bớt gánh nặng cho Lăng Hàn. Lăng Hy, Phù Thiên Hành còn bị kẹt ở tứ bộ, từ tứ bộ đến ngũ bộ rất khó vượt qua. Lúc trước Lăng Hàn nhờ mảnh nhỏ vị diện chi hạch mới bước vào được, giờ vị diện siêu cao đẳng còn tồn tại chỉ có huyền mạc vị diện, sao có thể đánh nát cho hai nàng dùng. Ninh Hải Tâm cũng không thể lặp lại đà sông lên mãnh liệt như trước, giờ nàng là nhị bộ, cách thất bộ xa xôi vô cùng. Lăng Hàn không ngừng lại nghiên cứu đoàn sáng trong thức hải, hắn chỉ phân tích mật mã sinh mệnh trong đó, thật ra còn nhiều tin tức, có lẽ còn nhiều bí mật ẩn giấu. Có lẽ Lăng Hàn rất giỏi về đan đạo cũng vì vậy, Ninh Hải Tâm thì có năng lực thân thiết cực mạnh. Nếu không tìm thấy mật mã sinh mệnh mới vậy thì không thể lãng phí thời gian, bên trong rất có thể ẩn chứ kho báu lớn. Lăng Hàn ngày đêm vùi đầu nghiên cứu, cũng không quên tu luyện. Nhưng đến đẳng cấp Thiên Tôn muốn khiến tu vi tiến bộ nhanh hầu như là chuyện không thể. Hiện tại còn có thứ như đại dược, vị diện chi hạch sao? Chỉ có thể đi từng bước, Lăng Hàn đã đến bước cuối cùng, nên muốn tới đỉnh lục bộ là chuyện vô cùng khó khăn, từ đỉnh lục bộ đến thất bộ đã khó càng khó hơn. Mấy vạn năm trôi qua, Lăng Hàn không có thu hoạch gì. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, triệu tập đám người Ninh Hải Tâm, Ba Thái, Mã Thành Hạo lại hai người cộng minh có thể phá mở bí ẩn đoàn sáng, vậy thì nhiều người cộng minh có khi nào xuất hiện kỳ tích gì không? Tổng cộng 8 người, thần thức đan vào nhau, thắp sáng đoàn sáng trong đầu mình. chương 3441, treo giải thưởng. Âm, um, lang Hàn cảm giác thân thể rung lên, đau nhức ập đến. a à, đám người Ninh Hải Tâm đau đớn ôm đầu, Ninh Hải Tâm còn đỡ, nhóm Ba Thái, Mã Thành hạo miệng mũi chảy máu suýt chết. Trung kích quá mãnh liệt, đánh thẳng vào thức hải như muốn chấn vỡ. Lăng Hàn cũng bị giật mình, ngẫm nghĩ lại, chợt lộ vẻ vui mừng. Khi đoàn sáng của tám người cộng minh dường như hắn thấy hình ảnh thu nhỏ của nguyên thế giới. Trên một vị diện có tám đoàn sáng lấp lánh, trên vị diện cách 17 tầng có một đoàn sáng cũng lấp lóe yếu ớt. Đây là người thứ 9 có đoàn sáng trong thức hải. Lăng Hàn lập tức đi đến vị diện trung đẳng này, hắn dựa theo ký ức thu nhỏ phạm vi, sau đó điều động nhiều thế lực tiên vương tìm kiếm. Dụng cuộc tìm là trang bị trắc nghiệm lúc trước Lăng Hàn và Ngõa Lý cùng chế tạo ra. Dù đã thu hẹp phạm vi thì vẫn là khu vực rất lớn, sinh linh nhiều cỡ ngàn ức, muốn tìm một người hoặc có lẽ không phải con người ở chỗ này thì là xác suất nhỏ cỡ nào. Lăng Hàn không thiếu kiên nhẫn, hắn vừa chờ đợi vừa tu luyện, dù sao không chậm trễ. Vương gia thiên thủy chấn, tại đây có một gia tộc rất mạnh, có lão tổ trảm trần tọa chấn. Chỉ có lý ra là ngang ngửa với vương gia, hai gia tộc cạnh tranh nhau nhưng một mặt sẽ hợp tác tiêu diệt thế lực có thể sẽ uy hiếp đến họ. Mấy ức năm qua đi, hai gia tộc lớn dù có chút mâu thuẫn nhưng sống trong hòa bình. Nhưng đêm nay vương gia máu chảy thành sông, một lão bộc quỳ trước thiếu niên, khóc dòng thúc giục. Tiểu thiếu gia, lão tổ tông, gia chủ, tất cả đều chết trận rồi. Tiểu thiếu gia là hy vọng duy nhất của gia tộc, xin hãy chạy nhanh đi. Thiếu niên khoảng 15, 6 tuổi, toát ra sự bướng bỉnh, mắt hấp hái tia sáng. Vương gia ta không có kẻ hèn yếu không đánh mà chạy, ta thả chết cũng muốn chôn cùng thái gia gia, phụ thân. Lão bộc khuyên nhủ không được đâu tiểu thiếu gia, không được, không được, nhưng thiếu niên đã quyết tâm, không dao động. Lão bộc ra tay, tiểu thiếu gia, mạo phạm, bộp, lão bộc vỗ trưởng vào cổ thiếu niên làm y ngất xỉu. Lão bộc đào hố chôn thiếu niên vào, giải lá cây lên trên. Lão bộc nghiêng tai lắng nghe sau đó biến sắc mặt, lão bộc quỳ xuống dập đầu mấy cái. Tiểu thiếu gia là hạt giống cuối cùng của vương gia, xin tiểu thiếu gia nhất định phải sống sót. Lão bộc chợt thét dài lao nhanh tới trước, vù 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 năm bóng người nhanh chóng xuất hiện đuổi theo sát lão bộc. Lão thất phu, người trốn không thoát, mau giao dư nghiệt vương ra ra, không chừng có thể tha mạng cho ngươi. Sáu người một trốn năm dượt theo, rất nhanh biến mất. Ba ngày sau, bùm, mặt đất bị phá mở, một thiếu niên lao ra, thiếu niên tên Vương Toàn Hà, là nhi tử duy nhất của vương gia chủ thiên thủy trấn. Mắt Vương Toàn Hà đỏ ngầu rực lửa, lẩm bẩm chắc thích bá vì an toàn của ta nên dụ truy binh rời xa. Truy binh mạnh như vậy, bây giờ thích bá giữ nhiều lành ít ta không thể đi chịu chết nữa thiếu niên tỉnh táo lại vương gia chỉ còn một mình ta nếu đi chịu chết thì vĩnh viễn không thể trả thù lớn cho vương gia ta lý tĩnh sơ người thật độc ác độc ác vương toàn hà nghiến răng ken két vương gia gặp họa ngập đầu là do lý gia vương lý gia luôn lực lượng ngang nhau không ai làm gì được ai chuyện này bắt đầu từ ba năm trước vương toàn hà tình cờ gặp lý tĩnh sơ tôn nữ của nhị trưởng lão lý gia thiếu niên tình yêu chớm nở, vừa gặp đã thương, không ngờ đối phương cũng có hảo cảm với y, hai bên có qua có lại lặng lẽ bên nhau. Cuối cùng thiếu niên lấy hết can đảm thổ lộ với người nhà nhưng bị răn dậy. Tuy vương gia, lý gia không xem như kẻ thù truyền kiếp nhưng luôn cạnh tranh với nhau, từng có nhiều thủ đoạn xấu xa, làm sao liên nhân được. Hơn nữa còn là nhân vật quan trọng gia chủ tương lai. Nhưng vương toàn hà đã quyết tâm, trùng hợp lý gia phái người đến nói hay là đồng ý việc hôn nhân này đi. Từ nay vương gia, Lý Gia sẽ là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau. Cuối cùng nhạc thừa vọng đành thỏa hiệp đồng ý hôn sự. Nhưng ngày tổ chức hôn lễ, toàn bộ nhân vật quan trọng của Vương Gia bị trúng độc. Người Lý Gia đến dự tiệc lộ ra răng nanh, đại khai sát giới. Trong một đêm nhân vật quan trọng của Vương Gia bị giết sạch. Vương Toàn Hà được phó tổng trung thành của gia tộc bảo vệ cứu ra, nhưng một đường bị truy sát chỉ còn lại một lão bộc, chắc giờ cũng đã gặp bất hạnh. Khiến Vương Toàn Hà không chấp nhận được, đau lòng nhất là Lý Tĩnh Sơ một tay hại nhân vật quan trọng trong gia tộc chúng độc. Khi bái đường, Lý Tĩnh Sơ kính trà từng người vương gia, độc bỏ trong trà. Có ai ngờ Tân Nương sẽ ác như vậy? Sự phản bội làm Vương Toàn Hà đau thấu tim gan, y tự trách bản thân, cho rằng đó là lỗi của mình hại vương gia bị diệt. Bởi vậy Vương Toàn Hà kích động muốn liều mạng với Lý gia, nhưng giờ tỉnh táo lại y biết làm vậy là chịu chết, sẽ khiến phụ mẫu, người thân chết càng oan. Ta muốn báo thù, nhưng bước đầu tiên là phải rời khỏi đây trước sống mới có hy vọng vương toàn hà rời khỏi thiên thủy trấn không có nơi nào để đi chỉ biết lê bước tới trước ba năm sau vương toàn hà đến một tòa thành lớn dọc đường vương toàn hà gặp nhiều nguy hiểm có dã thú hung dữ có sơn tặc giết người vô số vương toàn hà rất may mắn luôn tìm được một đường sống vào lúc tuyệt vọng nhất quần áo vương toàn hà tả tơi không còn bộ dáng tiểu thiếu ra vương ra ngày xưa y giống tên ăn mày vương toàn hà đi vào thành mờ mịt lê bước y muốn báo thù nhưng nói dễ hơn làm. Mất đi vương ra chống lưng vương toàn hà chỉ là tinh thần cảnh nho nhỏ, phải làm sao để bước vào chảm trần? Xa sôi mù mịt, đi một hồi vương toàn hà dừng bước chân, lòng tràn ngập ủ rũ. Vương toàn hà ngồi bệch xuống, mờ mịt ngây người. Trong thành phố này có đại năng tạo ra mặt trời và trăng. Rất nhanh mặt trời lặn, trăng sáng dâng lên rác xuống ánh sáng dịu dàng. Vương toàn hà vực dậy chút đấu trí. Không được, ta không thể ủ rũ nữa, nếu ta mất đấu trí thì còn ai thay ta báo thù cho vương ra. Vương Toàn Hà bò dậy, đang định tìm chỗ ở lại cho thấy trên bức tường đối diện dán một tấm bố cáo. Viết rằng chỉ cần đi tuyên vương phủ trong thành tham gia trắc nghiệp, nếu đậu sẽ được một lời hứa của mã tuyên vương, tùy tiện đưa ra một yêu cầu, muốn cưới nữ nhi của mã tuyên vương cũng được. Mã tuyên vương là ai? Tiên vương, chương 3442, ghét bỏ. Vương Toàn Hà ngây người, lòng giấy lên hy vọng, nếu y vượt qua thử thách thì phải chăng có thể mời mã tuyên vương ra tay diệt lý ra vương toàn hà biết khiến tiên vương đưa ra điều kiện như vậy thì người vượt qua được thử thách chỉ đếm trên đầu ngón tay hy vọng của y gần bằng không nhưng luôn phải thử một lần lỡ như được thì sao vương toàn hà đi hướng tuyên vương phủ trong thành thấy trước cửa xếp hàng bên trong có người không ngừng đi ra lắc đầu thở dài ai thật sự có ai vượt qua được thử thách đó sao không chắc thiên phú võ đạo không khảo thực lực võ đạo phải làm sao mới vượt qua được. Chẳng hiểu gì hết, người đi ra ngoài lầm bầm nhưng không thể dập tắt nhiệt tình của những người xếp hàng, lỡ họ qua được thử thách sẽ nhận lại rất nhiều. Có người xếp hàng hỏi, thật ra trách nhiệm cái gì vậy? Người đi ra trả lời, đội một thứ lên đầu ngươi, không cần làm gì hết, khoảng 10 giây sau sẽ nói ngươi không vượt qua, đi được rồi. Vương Toàn Hà nghe đáp án thì lòng dâng lên hy vọng rồi lại cảm thấy vô cùng xa vời. Thiên phú võ đạo của Vương Toàn Hà không kém nhưng không thuộc đỉnh cao, Ít ra có một đống người bên trên y. Vì vậy so về thiên phú võ đạo thì Vương Toàn Hà tuyệt đối không đậu nổi. Đáp án làm Vương Toàn Hà tự tin một chút, nhưng đã nhiều người mà không thể đậu làm y phập phồng lo sợ. Trước mặt Vương Toàn Hà có người xoay lại cười khẩy nói: "Si buồn cười ghê, ăn mày cũng đến thử vận may." Đây là một người trẻ tuổi áo gấm, gã chợt phát hiện đằng sau có thêm một tên ăn mày tinh thần cảnh, lộ vẻ ghét ra mặt. Thời gian trách nhiệm không dài, chỉ 10 giây. Nhưng rất nhiều người xếp hàng, chờ đến lượt gã không biết mất bao lâu. Gã phải luôn chịu đựng mùi hôi của tên ăn mày sao? Tưởng tượng thôi đã thấy buồn nôn. Người trẻ tuổi áo gấm khinh thường nói, tên ăn mày biến sang một bên đi. Thanh niên áo gấm là chảm trần cảnh, một ánh mắt có thể giết Vương Toàn Hà mấy trăm lần. Vương Toàn Hà cắn răng, nếu là lúc y còn là thiếu ra Vương ra, nghe lời như vậy chắc chắn sẽ đập bàn đứng dậy, gân cổ cãi lột. Nhưng bây giờ Vương Toàn Hà tự hiểu tình cảnh của mình là gì? Dù y vẫn là thiếu gia của vương gia thì sao, đối thủ là chảm trần cảnh, một bàn tay có thể diệt y vô số lần. Nơi đây là phủ đệ của tiên vương, dù đối phương kiêu ngạo đến đâu cũng không dám ra tay. Nhịn, thanh niên áo gấm bóp mũi vẻ mặt ghét bỏ, hình như cảm thấy từ người vương toàn hà toát ra mùi hôi, ánh mắt gã tràn ngập khinh miệt. Thanh niên áo gấm đe dọa, thằng ăn mày, có cút xéo không? Dù ta không ra tay ở đây nhưng người nghĩ mình có thể qua được trắc nghiệm sao? Không thể nào, nên người mà bước ra khỏi nơi này là ta cho ngươi biết hối hận là gì người vương toàn hà run rẩy gã không ngờ đối phương cố chấp vô lý như vậy chỉ vì y xếp hàng đằng sau đối phương mặc đồ rách dưới chút mà bị ghét bỏ đến mức này áo của y rách nát thật nhưng tuyệt đối không có mùi hôi trước khi đến đây vương toàn hà đã thanh lý mình sạch sẽ có nên kiên trì không y không thể chết nếu y chết thì vương gia thật sự không có hy vọng nào nữa nhưng đây là có lẽ là cơ hội báo thù lớn cho gia tộc không được, y không thể lùi, lùi một bước thì sau này gặp các loại cơ duyên có lẽ y cũng sẽ lùi một bước lại một bước, vĩnh viễn bỏ lỡ. Nếu y không liều thì làm sao có thể vượt qua lý gia, báo thù diệt tộc? Đằng trước có nhiều người cười phá lên, ha ha ha, bọn họ cười nhạo người trẻ tuổi áo gấm, đe dọa như thế mà không thể hù chạy một tên ăn mày tinh thần cảnh, thật là mất mặt. Người trẻ tuổi áo gấm mặt đỏ rực, gã thật sự tức giận. Người trẻ tuổi áo gấm âm trầm nói, "Giỏi giỏi giỏi." dám không nghe lời lôi đông này nói, người thật là gan to bằng trời. người đã người không biết trời cao đất rộng thì bản thiếu gia sẽ dạy cho người cách làm người. vương toàn hà cắn răng không đáp lại. có người cười nhạo lôi đông, người càng sống càng chẳng ra chi, một tên ăn mày cũng không làm gì được sao? lôi đông hầm hừ vặc lại. triệu ly, người muốn luận bàn với ta không? người đó tiếp tục trào phúng lôi đông, giải quyết ăn mày còn không được, luận bàn với người chẳng khác nào giảm thấp thân phận của bản thiếu gia mặt lôi đông lúc xanh lúc đỏ hận không thể giết người nhưng người đó không yếu hơn gã lôi da không mạnh hơn gia tộc của đối phương đối mặt người kia trào phúng lôi đông cùng lắm đấu võ mồm lôi đông bị người bắt được điểm yếu quá đau tên ăn mày đáng ghét lôi đông chút cơn tức lên đầu vương toàn hà nếu không phải tiểu tử này không biết tốt xấu thì gã đâu trở thành trò cười của người ta chờ đi chắc chắn gã sẽ cho tên ăn mày biết hai chữ hối hận viết như thế nào lôi đông sắc mặt âm trầm người toát ra khí lạnh Thời gian chậm rãi trôi, không ngừng có người thất vọng rời khỏi, nhưng chiều dài hàng người không giảm bớt, người mới lục tục xếp hàng. Chỉ cần xếp hàng chờ đợi có lẽ sẽ được một cơ duyên to lớn, ai đều có sự kiên nhẫn đó. Rốt cuộc đến lượt lôi đông, gã tràn đầy tự tin địa đi vào, nhưng thật lâu sau ủ rũ đi ra. Lúc thấy vương toàn hà thì mắt lôi đông đầy sát khí. Lôi đông không qua được thử thách, gã chút thất vọng lên đầu vương toàn hà, cảm thấy lỗi tại đối phương hại gã không thể thành công. Lôi đông âm trầm nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi, thằng ăn mày. Không đợi vương toàn hà nói gì lôi đông đã bước nhanh rời đi. Đây chính là phủ đệ của tiên vương, lôi đông không dám cản rỡ, chỉ biết ham dọa. Vương toàn hà nhìn đối phương rời đi, cắn răng bước nhanh vào trong sảnh. Bên trong có hai người, mặt không biểu tình, ngồi xuống, vương toàn hà nghe lời ngồi xuống, một người rất nhanh lấy ra một thứ như vòng bịt đầu đội lên đầu y. Vương toàn hà không biết đó là thứ gì nhưng hiểu cái này là trách nhiệm một lúc sau Vương Toàn Hà nghe sau lưng có tiếng hét giật mình. Cái này, cái này, cái này, rốt cuộc tìm được, hai người mặt không biểu tình đều biến sắc kinh kêu. Vương Toàn Hà sửng sốt sau đó chợt hiểu y đã đậu. Ui, vậy có nghĩa là y có thể nêu bất cứ yêu cầu gì với tiên vương. Máu nóng dồn lên não, Vương Toàn Hà kích động đến đầu óc trống rỗng. Lý gia ơi là lý gia, các người tuyệt đối không ngờ được y sẽ trở lại báo thù nhanh như vậy. Lý tính sơ, ta chờ xem trái tim của ngươi làm bằng gì chương 3443, vô cùng trùng hợp. Đầu óc Vương Toàn Hà mờ mịt, hoàn toàn không biết mình làm sao được người mời vào trong viện, dọc đường đi hình như có nhiều người lộ ánh mắt kính sợ và hâm mộ nhìn y. Mã Tuyên Vương không xuất hiện ngay, ba ngày sau mới đến viện lạc nơi Vương Toàn Hà cư ngụ. Vương Toàn Hà quỳ xuống hành lễ với đối phương, bái kiến đại nhân, tiên vương lớn nhất trên trời dưới đất, Mã Tuyên Vương thì rất khách sáo, tiến lên hai tay nâng không cho Vương Toàn Hà quỳ. Đua, đây là người lăng hàn muốn tìm mã tuyên vương đâu dám tự phụ vinh váo mã tuyên vương mỉm cười hỏi tiểu hữu mấy ngày nay ở có quen không vương toàn hà khủng hoảng đáp đa tạ tiên vương quan tâm tiểu nhân ở rất tốt trước mặt y là một vị tiên vương thế nhưng quan tâm sinh hoạt của y làm vương toàn hà cảm động khủng hoảng rồi lại tràn ngập niềm tin có hy vọng báo thủ lớn của gia tộc rồi mã tuyên vương luôn nói chuyện nhưng toàn lòng vòng đề tài không quan trọng vì gã cũng không biết tại sao lăng hàn tìm vương toàn hà mã tuyên vương chỉ biết rằng người này cực kỳ quan trọng với lăng hàn đó là một vị thiên tôn vương toàn hà thấy đối phương chỉ tán gẫu việc nhà với mình thầm sốt ruột chẳng phải ngươi nói chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn sẽ đồng ý một yêu cầu sao tại sao không nhắc đến nhưng mã tuyên vương không nói vương toàn hà không dám chủ động khơi ra lỡ chọc đối phương không vui thì làm sao nhưng kẻ thù như cây kim đâm trong lòng vương toàn hà từng giây từng phút nhắc nhở y nên vương toàn hà chịu đựng nửa ngày rốt cuộc nhắc đến lời hứa mã tuyên vương cười xòa người trẻ tuổi đừng nôn nóng có một vị đại nhân vật sắp đến rồi có thể nêu yêu cầu đó với đại nhân ngươi muốn chơi xấu vương toàn hà nhủ thầm ngươi đã là tiên vương còn ai đáng để gọi là đại nhân vật rõ ràng là muốn đổi ý nhưng vương toàn hà không dám cãi lại một vị tiên vương không cần đối phương ra tay tùy tiện phái chó mèo gì ra là có thể ngược giết y vương toàn hà dù gì còn trẻ Suy nghĩ thế nào đều lộ hết ra mặt. Mã Tuyên Vương cười cười, gã biết trong đầu Vương Toàn Hà nghĩ gì, thật ra gã cũng rất ngạc nhiên. Một Thiên Tôn cường đại tốn nhiều công sức chỉ vì tìm một người hết sức bình thường. Mã Tuyên Vương không nhìn ra Vương Toàn Hà có chỗ nào xuất sắc đáng để Thiên Tôn chú trọng như vậy. Nếu không vì Lăng Hàn, thấy Vương Toàn Hà dám có cảm xúc như vậy, Mã Tuyên Vương đã một bàn tay đập chết y, nhưng giờ chỉ tưởng tượng trong đầu. Mã Tuyên Vương biết Lăng Hàn xem trọng chuyện này cỡ nào. Ngươi, Mã Tuyên Vương mới lên tiếng chợt khựng lại, vì nhận được truyền âm của Lăng Hàn. Mã Tuyên Vương vội đứng lên, cung kính đứng trang nghiêm. Kính chào đại nhân, Vương Toàn Hà giật nảy mình, thật sự có tồn tại ghê gớm hơn Mã Tuyên Vương. Vương Toàn Hà thấy hoa mắt, trong sân đã thêm một người. Rất trẻ tuổi, mặt như quan ngọc, sợi tóc đen nhánh, không cột tóc lại, để tóc nhẹ bay, phiêu giật khó tả. Vương Toàn Hà thông minh quỳ xuống trước Lăng Hàn. Bái kiến đại nhân, Lăng Hàn vươn ngón tay ra ấn nhẹ trên trán Vương Toàn Hà, phát hiện trong thức hải của đối phương có một đoàn sáng. Đúng là người hắn muốn tìm. Khoan, Lăng Hàn sửng sốt, hắn phát hiện có thêm thứ khác. Huyết mạch cộng minh, đây là hậu đại của hắn. Sao có thể như vậy? Nơi này chỉ là vị diện trung đẳng, tại sao hậu giải của hắn xuất hiện ở đây? Không đúng, cũng rất có thể. Lúc trước năm trí tôn làm khó dễ, nhóm Lăng Hy, Lăng Kiến Tuyết bị bắt, hậu đại Lăng ra tứ tán, phần lớn trốn đi các góc huyền mạc vị diện, nhưng cũng có thể một nhánh trốn đến nơi này. Vượt qua 10 vị diện là rất khó khăn, nhưng thời gian qua đã lâu, rất có thể xảy ra. Lăng gia đã từng rất hưng thịnh, sẽ có một ít chí bảo truyền xuống có thể xuyên qua vị diện. Đến nơi đây thì hậu đại lăng gia ngộ lại, có điều khi xuyên qua vị diện có lẽ khiến huyết mạch lăng gia gặp tổn hại nặng, cao thủ chết hết, hậu nhân chỉ xuất hiện đẳng cấp chảm trần. Thậm chí không lâu trước đó còn bị diệt môn, lăng hàn dâng lên cơn giận mãnh liệt, nhưng hắn ngẫm lại quyết định để vương toàn hà tự mình giải quyết lăng hàn nói với mã tuyên vương vất vả cho ngươi mã tuyên vương không dám lĩnh công khiêm tốn nói làm vì việc đại nhân là nên làm thật ra chỉ cần dính líu chút gì với lăng hàn là mã tuyên vương tương đương có một tấm phủ miễn chết không có tiên vương hay thiên tôn nào dám xuống tay với gã nhân tình này lớn hơn trời lăng hàn gật đầu nói ngươi đi làm việc của mình đi mã tuyên vương ngoan ngoãn rời đi vâng thưa đại nhân tuy mã tuyên vương rất tò mò tại sao lăng hàn muốn tìm một người bình thường như vậy trên người đối phương cất dấu bí mật gì nhưng tò mò hại chết mèo gã chỉ có mấy cân mấy lượt, không dám chỉ trỏ việc của thiên tôn chờ mã tuyên vương rời đi lăng hàn nhìn vương toàn hà hỏi người có tâm nguyện gì đến rồi vương toàn hà phấn chấn đáp đại nhân tiểu nhân có thù sâu nặng muốn nhờ đại nhân ra tay diệt kẻ thù lăng hàn ngẫm nghĩ quyết định tạm thời không lộ ra quan hệ của hai người đừng kêu ta là đại nhân ta tên lăng hàn ngươi gọi tiền bối là được vương toàn hà vội đáp vâng thưa tiền bối lăng hàn nhìn y nói ta sẽ không ra tay vương toàn hà như bị xét đánh biểu tình hưng phấn đóng băng biểu tình thất vọng nhìn lăng hàn môi run run tại sao vương toàn hà muốn hỏi nhưng không thể phát ra thanh âm lăng hàn cười nói chẳng lẽ ngươi không muốn chính miệng hỏi nữ nhân đó tại sao phản bội ngươi hả vương toàn hà giật mình kêu lên sao đại nhân biết lăng hàn nói ta sẽ không ra tay nhưng ta có thể dạy võ công cho ngươi khiến ngươi tự tay báo thù vương toàn hà ngây ra vội vàng quỳ xuống đệ tử vương toàn hà bái kiến sư chữ phụ chưa kịp thốt ra vương toàn hà đã được lăng hàn nâng dậy lăng hàn lắc đầu nói ta sẽ không thu đồ đệ nữa đua đây là hậu đại của hắn nếu thu làm đệ tử chẳng phải là bối phận lộn xộn lăng hàn nói ta cần một thứ trên người của ngươi để đền bù ta sẽ cho ngươi có thực lực báo thù, chịu không? Vương Toàn Hà lộ vẻ thất vọng, một tồn tại khiến tiên vương phải gọi là đại nhân thì ghê gớm biết bao, đáng tiếc đối phương không chịu thu y làm đồ đệ. Nhưng chỉ cần có thể báo thù đã đủ rồi, Vương Toàn Hà gật đầu nói, thành giao, chương 3444, người muốn hại chết a Lăng Hàn nói, sau khi người báo thù nhà xong ta sẽ mang người rời khỏi nơi này người có đoàn sáng trong thức hải trừ ẩn dấu mật mã sinh mệnh còn nhiều chỗ đặc biệt nếu phá giải được sẽ rất có ích huống chi vương toàn hà là hậu đại của hắn lăng hàn dạy cho vương toàn hà cách thăm dò thần thức hai người cộng minh vương toàn hà phát hiện đoàn sáng tồn tại trong người mình lấy tin tức trong đó vương toàn hà đưa các tin tức về cho lăng hàn hắn dạy y tu luyện lăng hàn là tu vi gì có bao nhiêu thiên tài địa bảo tài nguyên vô tận đổ dồn vào có là heo mốc cũng có thể thành tiểu tiên vương Bảy ngày sau Vương Toàn Hà đã đến phân hồn cảnh. Lăng Hàn không định đặt nền móng ổn định cho Vương Toàn Hà, đối phương không có thiên phú võ đạo ưu tú, chỉ được vận may rất tốt. Ví dụ kêu Vương Toàn Hà chọn một trong hai, một trong ba hay một trong một vạn thì y luôn tìm được cái chính xác nhất. Nếu cho Vương Toàn Hà di mạo hiểm cổ tích thì sẽ một đường băng băng, điểm đặc biệt của y là siêu may mắn. Để báo thù thì phân hồn cảnh đã đủ, Lăng Hàn vẫy tay nói, đi đi, hắn còn bận tiêu hóa đoàn sáng mới có được vương toàn hà cung kính dập đầu hướng lăng hàn bảy ngày trước vương toàn hà không bao giờ ngờ mình có được biến đổi trời long đất lở như vậy trong vòng bảy ngày vương toàn hà tràn ngập cảm kích lăng hàn tuy y biết hắn có được thứ trong thức hải của y chắc chắn không tầm thường nhưng giúp y báo thù sâu như biển đã là ơn lớn vô cùng vương toàn hà ra khỏi tuyên vương phủ định rời thành về thiên thủy trần nhưng vương toàn hà mới đi tới cửa thành đã bị người ngăn lại một thủ vệ lớn tiếng nói đứng lại ngươi không thể đi vương toàn hà nhướng mày toát ra tự tin mãnh liệt y hỏi tại sao thủ vệ không kiên nhẫn nạt kêu ngươi ở lại thì cứ ở lại hỏi nhiều làm gì vương toàn hà ngẫm nghĩ chợt hiểu ra có phải lôi đông không tại đây vương toàn hà chỉ đắc tội một mình lôi đông người khác không cần phải so đo với ăn mày như y thủ vệ nói không thèm nhìn vương toàn hà cái nào đã biết mình đắc tội lôi thiếu ra còn muốn vỗ mông rời đi vương toàn hà nói được rồi ta chờ hắn lôi đông tự tìm đánh thì y cho đối phương mãn nguyện. Lôi gia tuy có cao thủ vượt qua phân hồn nhưng sau lưng y là lăng hàn, không nói cái khác, chỉ mình mã tuyên vương đủ làm lôi ra không dám hó hé tiếng nào. Chỉ một lúc sau lôi đông chạy tới, lôi đông kinh ngạc nói, thằng ăn mày, người trốn giỏi thật, bảy ngày trước lôi đông luôn canh giữ trước tuyên vương phủ, nhưng chờ mãi không thấy vương toàn hà xuất hiện, làm gã vừa thấy kỳ lạ vừa không nghĩ ra. Lôi đông không tin vương toàn hà là người tuyên vương phủ muốn tìm, quả nhiên gã bày ra nhiều tai mắt trong thành rất nhanh tìm được tên ăn mày. Lôi đồng vỗ trưởng muốn oanh sát Vương Toàn Hà, bản thiếu ra nói rồi, người sẽ hối hận. Vương Toàn Hà mắt lóe tia sát khí, vỗ trưởng, bùm, lôi đông thành mưa máu, chạm trần đấu phân hồn dĩ nhiên một chiêu chết ngay. Bên ngoài qua 7 ngày nhưng Vương Toàn Hà trải qua thời gian tăng tốc đã khổ tu gần 10 năm, thực lực tăng tiến, tâm tính cũng thay đổi. Sát phạt quyết đoán, đây là tâm tính Vương Toàn Hà theo lăng hàn tu luyện vương toàn hà chỉ nhìn thẳng thủ vệ hỏi ngươi còn muốn ngăn cản ta không người thủ vệ run rẩy lắc đầu liên lịa gã không muốn chết vậy thì tốt vương toàn hà xoay người ra ngoài thành thủ vệ nghĩ mà sợ ngây người một lúc sau đó chạy đi lôi ra báo tin một tộc nhân xuất sắc của lôi ra đã chết thủ vệ là người chứng kiến nếu không đi báo tin thì gã sẽ bị lôi ra tế sống tin tức truyền đến lôi ra nổi giận lôi thiên hành cũng là phụ thân của lôi đông lao ra trước muốn bắt Phương Toàn Hà về giết chết tế linh hồn nhi tử của mình. Lôi thiên hành là thăng nguyên cảnh, tốc độ rất nhanh, lắc người một cái đã đến cửa thành. Lôi thiên hành nhìn vết máu dưới đất, biểu tình bi thương khóc ròng. Gã chỉ có một nhi tử, lôi thiên hành hung tợn nói, dám giết nhi tử của ta, ta không chỉ bằng thây ngươi ra vạn mảnh, ta sẽ tìm ra chín đời thân tộc của ngươi, giết hết. Có tiếng thở dài chợt vang lên, ai, lôi thiên hành giật mình kêu lên, ai đó, lôi thiên hành không hề phát hiện có ai ở gần đây với uy thế thăng nguyên cảnh của gã người bình thường đã sợ chạy trốn thật xa làm sao dám đến gần lăng hàn chậm rãi đi ra việc của tiểu bối hãy để tiểu bối tự giải quyết người xen vào làm gì lăng hàn là lão tổ tông của vương toàn hà sao có thể nhìn lôi thiên hành đuổi theo giết hậu đại của mình được lôi thiên hành đánh giá lăng hàn hơi cao mày gã không nhìn ra hắn sâu cạn nhưng chắc chắn một điều rằng đối phương không phải tiên vương trên người tiên vương có sắc màu kỳ dị quấn quanh đây là đặc điểm rõ rệt nhất đã không phải là tiên vương vậy cùng lắm là thăng nguyên cảnh như gã sợ gì lôi thiên hành hỏi nghe giọng điệu của ngươi hình như là trưởng bối của hung thủ đã giết nhi tử của ta lang hàn gật đầu nói đúng vậy mắt lôi thiên hành lóe tia sáng lạnh sát ý đằng đằng được lắm vậy bổn tỏa sẽ giết ngươi trước lôi thiên hành định hành động bỗng nghe tiếng quát dừng tay lôi thiên hành ngừng lại ngay mặt lộ biểu tình kinh ngạc kêu lên Tiên vương đại nhân, nơi này chỉ có một vị tiên vương đại nhân, đó chính là mã tuyên vương. Lôi ra là thế lực thăng nguyên cảnh, đã rất mạnh, nhưng chỉ là cạn bã trước thế lực tiên vương. Nếu mã tuyên vương muốn đụng vào lôi ra thì có thể dễ dàng khiến họ cửa nát nhà tan. Thế nên lôi thiên hành vô cùng cung kính chắp tay chào mã tuyên vương. Kính chào mã đại nhân, cảnh tượng tiếp theo làm lôi thiên hành tái mặt, mã tuyên vương chạy chậm lại, quỳ xuống trước lăng hàn. Tiểu nhân cai trị không nghiêm đã mạo phạm đại nhân, xin đại nhân thứ tội tổ cha nó mặt lôi thiên hành tràn đầy khó tin đây là một vị tiên vương lớn nhất trên trời dưới đất vậy mà quỳ xuống luôn mồm gọi đại nhân làm như mình cực kỳ thấp hèn nếu lôi thiên hành nghe kể chuyện này sẽ cười bể bụng mắng là nhảm nhí coi như nghe chuyện cười nhưng khi cảnh tượng diễn ra trước mắt thì lôi thiên hành chỉ cảm giác lạnh lẽo thấu xương ngay cả tiên vương còn phải quỳ xuống hành lễ nam nhân thoạt trông rất trẻ tuổi này là thần thánh phương nào Chân lôi thiên hành mềm như bún quỳ xuống, muốn kêu tiếng đại nhân nhưng không thốt nên lời. Vì quá sợ, chương 3445, Lý Gia Thành Thân. Lăng Hàn cười cười, chuyện của tiểu bối thì người lớn đừng xen vào, được không? Lôi thiên hành phồng lên chút can đảm. Được, 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 nghe Lăng Hàn nói câu này dường như không muốn khó xử lôi ra, với gã, nên lôi thiên hành như được ân xá, cảm giác lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lăng Hàn gật đầu, xoay người rời đi. Mãi khi Lăng Hàn biến mất lôi thiên hành nhũn người ngồi bệch dưới đất. Bốp, lôi thiên hành bị ăn tát, Mã Tuyên Vương hung tợn chừng gã như muốn nuốt sống. Tim lôi thiên hành rất cái bịch, đại nhân, Mã Tuyên Vương tức giận đánh lôi thiên hành tơi bời. Khốn nạn, bổn tọa suýt bị ngươi hại chết, lôi thiên hành chỉ biết hết thảm, thậm chí không dám đỡ. May mắn Mã Tuyên Vương thấy Lăng Hàn bỏ qua cho lôi thiên hành thì không dám giết gã. Lỡ có ngày nào Lăng Hàn nổi hứng muốn tự mình xử lôi thiên hành thì Mã Tuyên Vương sẽ thảm. Mã tuyên vương một bước đá bay lôi thiên hành, mắt không thấy tâm không phiền. Cút, có thể nói lôi thiên hành hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết, kéo lê thân thể bị thương nặng trở lại lôi ra. Trong lòng lôi thiên hành thầm may mắn, bị một tiên vương và một người lớn hơn tiên vương rất nhiều lần gai mắt mà không chết thì đã là kỳ thích. Nghĩ đến đây lôi thiên hành hơi đắc ý, thấy lôi thiên hành đẫm máu quay về, thảm không đành lòng nhìn, người lôi ra giật mình kêu lên. Thất trường lão, người làm sao vậy? Lôi thiên hành rối rít xua tay không sao không sao, dĩ nhiên lôi thiên hành sẽ không chủ động khai ra chuyện đáng xấu hổ của mình, tìm đại cái cớ đánh chống lảng. Lăng Hàn sẽ không để việc nhỏ như thế trong lòng, hắn ra khỏi thành đi theo sau lưng vương toàn hà. Không phải Lăng Hàn ở trong thành thì không thể bảo vệ hậu nhân của mình, chẳng qua hắn muốn đi thiên thủy trấn xem thử. Lăng Hàn đến mảnh đất cũ của vương gia, cách vụ thảm án đã qua ba năm, nơi này không còn máu chảy thành sông như ngày đó. Chỗ này đông như chảy hội, nhưng chiếm cứ nơi này không phải vương gia mà là lý gia. Lăng Hàn thả thần thức quét qua, biểu tình kỳ dị. Hôm nay thật trùng hợp, là ngày lành lý tính sơ thành hôn, lai lịch nhà chồng rất lớn, là đệ tử của một đại tông môn, tên La Quang. Đây là thuộc tính may mắn của Vương Toàn Hà, lý gia gả nữ nhi không sớm một ngày không muộn một ngày, cố tình chọn hôm nay. Lăng Hàn không ra tay, hắn chỉ ngược dòng khởi nguồn của Vương gia, muốn biết nhánh hậu đại này của mình đã trải qua cái gì. Vương Toàn Hà chạy đến nơi này. Khi đi Vương Toàn Hà mất 3 năm, lúc về chỉ qua nửa ngày. Không vì cái gì, cảnh giới bay lên, từ tinh thần cảnh đến phân hồn, thực lực của Vương Toàn Hà tăng gấp mấy lần. Không nói cái khác, nơi này chỉ có chảm trần biết bay, dựa vào năng lực này giúp Vương Toàn Hà tiết kiệm chặng đường rất nhiều. Vương Toàn Hà tràn đầy cảm khái, càng cảm kích lăng hàn hơn. Không có lăng hàn thì không có Vương Toàn Hà bây giờ, y còn nói gì đến báo thù, không biết gã sẽ sống hèn ở góc nào đó lo sợ lý ra truy sát. Ba năm qua dù là thực lực hay hình vẻ ngoài của Vương Toàn Hà đều thay đổi rất lớn, lúc trước còn là thiếu niên hơi ngây ngô giờ đã trở thành người trẻ tuổi vóc dáng thon dài, khuôn mặt phong xương. Vương Toàn Hà đi trên con đường quen thuộc, không ai nhận ra y là dư nhiệt của Vương gia. Vương Toàn Hà có ảo giác hình như mình đến nhầm nơi. Về nhà trước xem sao, Vương Toàn Hà đến chỗ đất cũ của Vương gia, thấy cảnh tiệc cưới mừng vui. Ai sắp thành hôn, Vương Toàn Hà kéo đại một người hỏi thăm, chợt ánh mắt y trở nên hung ác. Lý Tĩnh Sơ, một cái tên bị Vương Toàn Hà cố ý giấu dưới đáy lòng nhưng thường sẽ trồi lên cắn xé tim gan. Đồng lõa quan trọng hại y cửa nát nhà tan, người thân chết hết bây giờ sắp xuất giá. Dựa vào cái gì, nét mặt Vương Toàn Hà xa sầm may mắn y đến kịp lúc, nếu kéo dài tới ngày mai sau khi Lý Tĩnh Sơ thành hôn xong sẽ theo trưởng phu rời khỏi, đi đại phái khác trở thành đệ tử của đại phái đó. Vương Toàn Hà ngước nhìn tấm biển, sải bước đi tới. Mọi thứ sẽ chấm dứt vào hôm nay, có người ngăn Vương Toàn Hà lại, vị này có thiệp mời không? Vương Toàn Hà nhếch mép, như thế nào, không nhận biết ta sao? Người đó nhìn Vương Toàn Hà chầm chầm cảm thấy hơi quen mặt nhưng trong một chốc không nhớ ra là ai. Vương Toàn Hà gợi ý, ta họ Vương, người kia tim rất cái bịch, Vương, trong Thiên Thủy trấn họ Vương là cấm kỵ. A, à, ngươi là Vương Toàn Hà. Rốt cuộc gã nghĩ ra chủ yếu vì gã chưa từng nghĩ rằng cá lọt lưới duy nhất của vương gia xuất hiện cái gì vương toàn hà hậu nhân duy nhất của vương gia xung quanh có nhiều người nghe tiếng đều lộ vẻ giật mình thiếu niên nhà vương gia trở lại mới qua ba năm thực lực của vương toàn hà làm sao có nhiều thay đổi lần này đến chẳng khác nào chịu chết chắc là vì lý tĩnh sơ đúng rồi lúc trước vương gia bị hủy diệt ngay ngày vương toàn hà và lý tĩnh sơ thành hôn không ngờ qua ba năm lý tĩnh sơ lại sắp thành thân Vương Toàn Hà biết tin nên không thể chịu đựng được nữa. Ai, đổi lại là ai cũng không kiềm được. Năm đó nữ nhân thành hôn với mình thế mà tai họa cả nhà mình, giờ ở cùng một nơi lại sắp gả cho nam nhân khác, nhịn gì nổi. Xuyệt, nhỏ giọng chút, người không muốn sống sao. Mọi người trâu đầu ghé tai, tham gia tiệc cưới tất nhiên không thiếu người của Thiên Thủy Trấn, nên biết vụ việc không quá lâu vào 3 năm trước. Hơn nữa vương gia bị hủy diệt là việc lớn vô cùng oanh động trong chỗ nhỏ xíu như thiên thủy trấn, dù qua một ngàn năm vẫn có người nhắc đến. Vương Toàn Hà bước nhanh xông thẳng vào đại đường, thủ vệ lý ra giữ trước cửa ngăn cản, đứng lại, vương Toàn Hà chỉ chấn nhẹ lực lượng, bùm 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 bùm, thủ vệ bị đánh bay ra ngoài, không thể ngăn cản. Ủa, thấy cảnh này các vị khách giật nảy mình, không lẽ trong ba năm qua vương Toàn Hà được kỳ ngộ lớn? Nhớ ngày xưa vương Toàn Hà chỉ là tinh thần cảnh, tuyệt đối không có sức chiến đấu như vậy. Vương Toàn Hà xài bước bỏ lại sau đó một đống người bị thương nằm la liệt rên rỉ, tình hình rất náo nhiệt. Vương Toàn Hà cực kỳ quen thuộc nơi này, rất nhanh đến địa đường. Trùng hợp là tân nương mới được đưa ra, sắp ba quỷ chín lại với tân lang sau đó đó sẽ đưa vào động phòng. Lý ra không chỉ có vài thủ vệ, càng nhiều người đuổi theo đến nơi này, la hét ồn ào ẩm ý. mươi 3446 tính sổ, đứng lại, đứng lại, Lý gia chủ lộ vẻ bất mãn liếc mấy trưởng lão bên cạnh. Hôm nay là ngày gì? Là ngày Lý Tĩnh sơ gả cho La Quang, tôn tử thứ bảy của trưởng lão Hồng Viêm Tông. Hồng Viêm Tông là thế lực gì? Tiên vương, Tĩnh sơ thật là phúc tinh, hai năm trước tình cờ gặp La Quang, khiến La Quang vừa thấy đã thương, theo đuổi nồng nhiệt. La gia không muốn La Quang cưới thê tử gia cảnh bình thường, nhưng ai kêu gã thích. Nào cứng nào mềm dây dưa hai năm rốt cuộc La gia gật đầu. Nhưng hôn lễ chỉ tổ chức ở Thiên Thủy Trấn, khi về Hồng Viêm Tông thì La Gia sẽ không làm lễ, vì rất mất mặt. Cưới nữ nhân bình phàm như vậy còn muốn tổ chức tiệc mừng. Đùa, với lý gia thì có thể bám vào La Gia đã là một tổ tiên tỏa khói xanh, vì La Gia có lão tổ thăng nguyên cảnh, tông chủ Hồng Viêm Tông là một vị tiên vương. Một trưởng lão lý gia đứng dậy quát bên ngoài, ồn ào cái gì, một thủ vệ thờ hồn hển báo cáo, bẩm bẩm tứ trưởng lão, dư nhiệt vương ra đến, cái gì, các đại nhân vật ngây ra, Lý Tĩnh Sơ trùng khăn đỏ người khẽ run, Tân Lang bên cạnh nàng lập tức nhận ra. "La Quang an ủi, Tĩnh Sơ, mọi việc có ta rồi." Trong mắt La Quang tràn đầy tự tin, coi thường, chỉ là gia tộc Trảm Trần bình thường nên xảy ra chút chuyện cũng xé ra to. Đừng thấy La Quang chỉ là Trảm Trần, trên người mang vô số bí bảo, một người cũng có thể kéo sập thế lực như Lý gia. Lý Tĩnh Sơ gật đầu nói, "Ừm, um, đa tạ chàng, La Quang." La Quang dịu dàng nói, "Ta là phu quân của nàng." chuyện của nàng cũng là việc của ta. Lý tĩnh sơ chậm rãi dựa vào la quang. Ta biết chàng tốt với ta. Vương toàn hà đã đi vào đại đường, nhìn chằm chằm đôi người mới mặc áo cưới đỏ. Lý gia, ta đến đây. Một người trẻ tuổi cười lạnh. Vương toàn hà, người trốn trong núi sâu rừng thảm sống thừa, vậy mà dám chạy tới nơi này. Người trẻ tuổi vèo một tiếng nhảy ra, gã tên Lý băng, nhi tử duy nhất của một trưởng lão Lý gia, sớm đến hằng hà cảnh lý băng biết vương toàn hà chỉ là tinh thần cảnh nên vui vẻ đứng ra xem như bình vực lý tĩnh sơ tộc muội này không đơn giản về sau đi vào hồng viêm tông tức là đệ tử của đại giáo tiên vương tương lai không thể đo lường bởi vậy nhân tình này rất quan trọng vương toàn hà liếc lý băng một cái hằng hà cảnh bình thường không đáng gã để trong lòng nhưng người lý ra đều đáng chết vương toàn hà nhớ rõ cuộc chiến hôm đó toàn bộ lý ra hành động trên tay lý băng tất nhiên dính đầy máu của người vương gia vương toàn hà âm trầm hỏi Ngươi giết bao nhiêu tộc nhân của vương gia ta? Lý băng cười lớn, gã muốn khoe mẽ một phen nên không đánh ngay, gã đếm ngón tay tính. Một, hai, ba, bốn, ít nhất mười người đi. Hôm đó giết sướng tay nên không đếm kỹ. Vương Toàn Hà gật đầu nói, tốt, ta sẽ cắt ngươi ra mười khúc mới cho ngươi chết. Lý băng cười khẩy nói, ngươi xem mình là nhân vật gì? Lý băng lao vào vương Toàn Hà, loại tiểu nhân vật này cho diễn một chút đã đủ, đừng cho các vị tộc lão không vui vương toàn hà vươn tay không thấy y dùng rượu pháp gì nhưng lý băng như bị chúng tả lao qua đưa cổ vào tay y cái này chỉ một chiêu đã bị bắt bộp vương toàn hà giơ tay chém ra một luồng sáng lạnh hai chân lý băng bị chặt đứt lý băng hét dầm lên a à, bị chặt hai chân đau đớn làm lý băng rơi nước mắt vương toàn hà hạ tay xuống lại một nhát tay dao lý băng thiếu một khúc cắt sát gầu gối vì đã đứt hai chân nên máu tuôn ra ít hơn nhiều lý băng tiếp tục hét thảm a à, Mặt Lý Băng đổ mồ hôi lạnh, đau đớn suýt xỉu nhưng gã nhớ lời Vương Toàn Hà đã nói muốn chém gã 10 khúc mới cho chết, gã sợ đến nổ tim. Một đại nhân vật của Lý ra lên tiếng, nhướng cao chân mày quát: "Nhiệt xúc, dám hành hung trên địa bàn của Lý gia ta." Lúc trước chuyện xảy ra quá đột ngột, có ai ngờ một tiểu nhân vật chỉ là tinh thần cảnh mà có thể một kích hạ gục hàng hà cảnh. Không lẽ tiểu tử này được kỳ ngộ gì? Sau lương y có nhân vật nào càng mạnh hơn không? vì quá nhiều suy nghĩ khiến bọn họ phản ứng chậm dây lát không kịp cứu người nên lý băng chịu khổ lần hai vương toàn hà liếc đại nhân vật lý ra này một cái ánh mắt âm lạnh đáng sợ làm người kia ớn lạnh dường như máu bị đóng băng vương toàn hà thu về tầm mắt lần thứ ba vung tay đao lý băng lại hét lên hai chân đã biến mất đại nhân vật lý ra quê quá hóa giận không ngờ bị ánh mắt của một tiểu bối hù sợ mất mặt chết gã hét to một tiếng lao vào vương toàn hà to gan gã là chảm trần chớp mắt giết tới trước mặt Vương Toàn Hà. Vương Toàn Hà chỉ đá một cước đã đạp gã nằm sấp dưới đất. Tổ cha nó, thấy cảnh này toàn trường yên lặng, Lý Băng cũng ngừng la đau, biểu tình tràn đầy giật mình. Đây là một vị lão tổ trạm trần cảnh, tuy chỉ là nhất trảm nhưng đã bước vào đẳng cấp nhập tiên, về mặt lý luận có tuổi thọ vô hạn, trường sinh bất tử. Thế nhưng bị Vương Toàn Hà một chân đạp nằm sấp xuống. Ui, Vương Toàn Hà là quái vật gì vậy? Trong phút chốc toàn bộ người Lý ra như gặp đại địch. Lý Tĩnh Sơ không kiềm được vén khăn đỏ chùm đầu lên nhìn người trẻ tuổi phát ra sát khí đậm đặc, đại đường bị khí thế âm lạnh bao phủ. La Quang hừ một tiếng, tuy là kẻ thù không đội trời chung với Lý Gia nhưng dám gây rối trong hôn lễ cú gã là đã đắc tội gã. Lý Gia chủ mở miệng nói, Vương Toàn Hà, đã coi thường ngươi, Lý Gia chủ tạm dừng rồi tiếp tục bảo, thả người ra, lão phu đồng ý cho ngươi tự do rời đi. Người Lý Gia không cam lòng kêu lên, Gia chủ, người ta tới tận cửa quấy phá còn muốn phủi mông rời đi. Lý gia chủ xua tay, mọi người câm mồm, trong lý gia, gia chủ có quyền uy tuyệt đối. Một vì gã là chủ một gia tộc, hai vì tu vi đến đỉnh tứ chạm, không ai bằng. Trong giới võ đạo người nào nắm tay lớn thì nói chuyện nặng ký. Vương Toàn Hà cười phá lên nhưng mặt không hề có nét cười, tràn ngập âm trầm. Vương Toàn Hà nhìn Lý gia chủ trầm chầm, chầm. Ba năm trước nguyên vương ra một ngàn người bị Lý gia của ngươi trong một đêm đổ sạch, Thù sâu như biển này đâu dễ hóa giải chỉ vì một câu nói của ngươi." Lý gia chủ không giận, chỉ thản nhiên nói: "A, à, vậy hôm nay ngươi đến đây báo thù." "Không sai, chương 3447, một đấm tan vỡ." Vương Toàn Hà gật đầu sau đó nhìn hướng Lý Tĩnh Sơ. "Ta muốn xem trái tim của tiện nhân này làm bằng cái gì. Độc chết cả nhà trưởng phu tân hôn, giờ lại mặc áo cưới gả lần nữa cho người, vô sỉ đến mức nào mới là cùng." Lý Tĩnh Sơ không kiềm được trách mắng, "Vương Toàn Hà, ngươi đừng nói bậy bạ vu khống, bên cạnh nàng là đệ tử quan trọng của Hồng Viêm Tông, tiền đồ sau này toàn dựa vào hôn nhân hôm nay, nếu bị La Quang hiểu lầm, thậm chí ghét bỏ thì nàng tiêu đời. La Quang bước ra, "Tĩnh Sơ, để ta." La Quang không uổng là truyền nhân của thế lực Tiên Vương, phong độ phiên phiên có phong cách riêng mà Vương Toàn Hà không thể sánh bằng. Vương Toàn Hà nhìn nam nhân này, nỗi lòng phức tạp khó tả. Tuy đã qua 3 năm, với Vương Toàn Hà là 10 năm dài, nhưng ngày xưa yêu khắc cốt minh tâm chết đi sống lại, tình cảm như vậy đâu thể nói bỏ liền bỏ. Yêu càng nhiều hận càng sâu, ngược lại cũng vậy, người yêu cũ của mình giờ là tội nhân diệt tộc sắp gả cho một nam nhân khác. Vương Toàn Hà đối diện nam nhân này nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Nhưng chuyện cũng không thể nắm bắt, dù lý tính sơ quỳ xuống van xin Vương Toàn Hà tuyệt đối không mềm lòng. Nữ nhân này không yêu y chút nào, còn hủy vương ra, từ lúc nàng đi ra một bước này đã định trước hai người như kẻ xa lạ. La Quang Tử Phụ mở miệng nói, quỳ xuống, tự sát đi, người có thể chết dễ dàng chút. Ta có thể bảo đảm đây là lựa chọn chính xác nhất của ngươi, nếu không ngươi chắc chắn sẽ hối hận. Vương Toàn Hà rời mắt khỏi La Quang, đây là một kẻ không liên quan, y đến chỉ vì báo thù. Lý ra, hôm nay ta đến tính sổ, La Quang tức giận quát, muốn chết, La Quang là đệ tử hạch tâm của Hồng Viêm Tông, đường đường là truyền nhân của thế lực tiên vương, một vô danh tiểu tốt dám không nhìn gã. Ngươi rất mạnh, nhưng nhìn ngươi trẻ như vậy, cùng lắm là chạm trần, cứ cho ngươi là tứ chảm đi. Nhưng trong hồng viêm tông có bao nhiêu là, cao thủ, như vậy, lùi một bước cứ cho ngươi là phân hồn cảnh thì hồng viêm tông cũng có nhiều không đếm xuể. Vương Toàn Hà nhìn la quang một cái, ta và ngươi không oán không thù, không muốn giết ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ như vậy không biết tốt xấu thì đừng trách ta không khách sáo. La Quang tức giận bật cười nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là La Quang, của Hồng Viêm Tông, tổ phủ của ta là trưởng lão của Hồng Viêm Tông, đại năng thăng nguyên cảnh, tông chủ Hồng Viêm Tông là tiên vương nhị trọng thiên. Bối cảnh như vậy nếu trước khi vương toàn hà gặp lăng hàn nghe xong sẽ sợ hết hồn. Đừng nói là tiên vương, dù là thăng nguyên cảnh, tiên phủ cảnh đối với vương gia đã là vật khổng lồ, không thể so sánh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vương Toàn Hà cười khẽ chủ động ra tay chụp hướng La Quang. Môn nhân của tiên vương thì sao? Nhúng tay bẩy cũng chém. La Quang cười nhạt vỗ trưởng đón đánh Vương Toàn Hà. Ngươi thật sự muốn nghịch thiên. Bùm, kinh lực hai bên vừa tiếp xúc La Quang liền biến sắc mặt, quá mạnh, hơn xa cực hạn của gã. La Quang không dám do dự lập tức lấy ra một báu vật trên người. Vèo, một tờ giấy vàng bay ra, trên giấy lấp lóe ánh sáng vàng toát ra uy thế đáng sợ. Đây là báu vật trưởng bối La Gia ban cho gã, có thể đánh ra công kích của phân hồn cảnh, nhưng số lần sử dụng có hạn, vật phẩm tiêu hao. Ánh sáng vàng khuếch tán hóa thành một chữ cổ xưa trấn áp Vương Toàn Hà. Vương Toàn Hà thét dài giơ nắm đấm nghênh đón. Bùm, chữ tan vỡ, nhưng Vương Toàn Hà cũng lảo đảo, liên tục thụt lùi hơn 10 bước mới ngừng. La Quang giật nảy mình, gã đã đánh giá cao đối thủ nhưng không ngờ Vương Toàn Hà không phải tứ trảm mà là phân hồn cảnh. Làm sao đây, lá bùa trong tay gã tuy chặn được đối phương nhưng là vật phẩm tiêu hao, phát huy số lần có hạn. Chờ khi lực lượng lá bùa hao hết thì lấy gì chắn. Chán, chán La Quang đổ mồ hôi lạnh, ngoài mạnh trong yếu hăm dọa. Các hạ hãy suy nghĩ cho kỹ hậu quả đối địch với Hồng Viêm Tông vương toàn hà phớt lờ đã đánh nhau thì không nương tay đây là lăng hàn dạy cho y đã đánh nhau thì không được để lại tai họa ngầm loại người như la quang hơn phân nửa sau đó sẽ trả thù cho nên nhất định phải diệt bùm vương toàn hà lại vung nắm đấm la quang bất đắc dĩ đành tiếp tục vận dụng lá bùa trận công kích của vương toàn hà nhìn từ mặt ngoài thì hai bên hình như ngang sức ngang tài la quang không yếu thế gã càng ung dung hơn chỉ ném ra một lá bùa nên người lý ra hò hét trợ uy cho la quang không uổng là la thiếu gia đệ tử quan trọng của hồng viêm tông đương nhiên lợi hại phi gì mà đệ tử quan trọng là đệ tử hạch tâm đúng 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 nhiều người nịnh hót nếu có thể làm quen với la quang thì mai sau cũng được vào hồng viêm tông chẳng phải là ngư vượt long môn nhưng có người ánh mắt tốt thì chìm trong suy tư và giật mình mới qua bao lâu ba năm chỉ ba năm thực lực của vương toàn hà đã đến độ cao khiến người lý ra ngước nhìn nếu bảo vương toàn hà tự mình tu luyện ra thì có ai tin nên chắc chắn sau lưng Vương Toàn Hà có một cao thủ lớn, thậm chí là siêu thế lực. Ba năm đã bồi dưỡng ra Vương Toàn Hà, cao thủ này, thế lực này khủng bố biết bao. Ngấm kỹ lại khiến người cảm thấy khủng bố. Vương Toàn Hà càng chiến càng mạnh, lại hơn 10 cú đấm, ánh sáng vàng trên lá bùa dần mờ tối. Nguy rồi, người lý ra đều thấy rõ ràng, những tiếng trợ uy, kêu gào đều thấp xuống sau đó biến mất. Còn hoan hô gì nữa, sắp thua rồi. Bùm, quả nhiên, lại là ba đấm liên tục đánh nát lá bùa vương toàn hà tràn đầy sát khí đấm vào la quang đã ra tay thì không chút nương tình la quang quát to ngươi dám ta là đệ tử của hồng viêm tông nếu ngươi giết ta thì tương đương với bùm vương toàn hà đã tung cú đấm lực lượng phân hồn cảnh nghiền áp la quang không có sức đánh lại bị đánh nát thành mưa máu mọi người giật mình không nói nên lời la quang chết như vậy sao đó là đệ tử hạch tâm của hồng viêm tông gã chết ở đây thì vương toàn hà khó tránh cái chết Lý gia cũng sẽ chôn cùng. Tiêu, tiêu đời, người Lý gia dùng ánh mắt cực kỳ độc ác nhìn Vương Toàn Hà, tất cả đều tại ý. Cố ý, rõ là cố ý, tên này muốn kéo Lý gia chết chung với y. Ông ông ong ong ong, la quang biến thành mưa máu đột nhiên phát sáng hợp thành khuôn mặt người. Chương 3448, giết tới. Khuôn mặt cực kỳ tức giận nhìn Vương Toàn Hà chằm chằm. Thật to gan, dám giết tôn tử của bổn tọa. Vương Toàn Hà khinh thường nói, đã giết rồi, nói lời dư thừa đó có ý nghĩa gì? Mặt người nói, đáng giận, bổn tỏa sẽ lập tức phái người đến lấy mạng của ngươi. Bóng sáng vỡ ra hoàn toàn tan biến, người Lý Gia sinh lòng may mắn, Vương Toàn Hà chủ động kéo thù hận, rất có thể Lý Gia sẽ tránh cho liên lụy. Lý Tĩnh Sơ giết từng từ qua kẽ răng, Vương Toàn Hà, Lý Tĩnh Sơ ném khăn đỏ trùm đầu sang một bên, Tân Lang đã chết rồi còn thành hôn khỉ gì. Nếu hỏi La Quang chết ai mất mát nhất thì đó là Lý Tĩnh Sơ, không phải nàng yêu gã sâu tận xương, chỉ vì gã là ván cầu để nàng vào hồng viêm tông. Không còn la quang giật dây bắt cầu cho nàng, với thiên phú của Lý Tĩnh Sơ làm gì có tư cách vào đại tông môn của tiên vương. Lý Tĩnh Sơ nhìn vương toàn hà đăm đăm ánh mắt cực kỳ độc ác. Người thật ác, vương toàn hà cười nhạt, ta ác, Lý Tĩnh Sơ, người rất dễ quên, người không nhớ ngày xưa người của vương gia ta chết như thế nào. Để ta nhắc nhở ngươi, họ đều bị ngươi hạ độc mới không đánh lại mà chết. Lý Tĩnh Sơ không quan tâm, thế thì sao, Lý, vương ra đời đời đối địch, dùng thủ đoạn nào cũng không lạ. Muốn trách chỉ trách vương ra các người quá ngốc, vương toàn hà nở nụ cười buồn, y hận mình vì sao năm xưa yêu nữ nhân lòng dạ rắn giết như vậy. Lúc trước vương toàn hà không hiểu vì sao Lý Tĩnh Sơ xuống tay ác vậy, là nàng có nỗi niềm khó xử chăng. Đây là chút ý tưởng may mắn lóe lên trong đầu vương toàn hà, nhưng giờ y đã biết mình luôn ngây thơ. Người ta chưa từng yêu y, mọi thứ chỉ là diễn dịch để hủy diệt vương gia. Nữ nhân như vậy chết cũng chẳng đáng tiếc. Vương Toàn Hà định ra tay nhưng chợt nghe có tiếng hú dài như sấm nổ ầm vang. Bùm 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 bùm, đa số người bị té xuống đất, mọi người hoảng sợ, đây là vị cường giả nào giá lâm mà thanh thế quá to lớn. Chớp mắt một lão nhân xuất hiện trong đại đường, kỳ la, rõ ràng chưa từng gặp nhưng mọi người cảm thấy khá quen mặt. Lão nhân biểu tình tức giận nhìn Vương Toàn Hà chằm chằm, Cuồng đồ to gan dám giết tôn tử yêu quý của Bổn tọa. Hừ, Bổn tọa ở ngay gần đây, người nghĩ sau khi giết người có thể ung dung rời đi sao? Ồ, mọi người đều hiểu vì sao chưa từng gặp lão nhân này nhưng có cảm giác quen thuộc, thì ra vì lão là tổ phụ của La Quang, là tu hiền, lúc trước có dùng đoàn sáng ngưng tụ thành khuôn mặt. Đây là một vị đại năng thăng nguyên cảnh, Vương Toàn Hà vững vừng như núi, không lộ biểu tình. Nói y không sợ là điều không thể nào, vì thực lực cách biệt quá lớn. Nhưng đi theo Lăng Hàn tu hành, 10 năm, Vương Toàn Hà đã học được hai chữ bình tĩnh. Dù trời có sập xuống Vương Toàn Hà cũng không biến sắc. Hơn nữa Lăng Hàn từng nói y cứ thoải mái báo thù, không cần lo chuyện khác. Vương Toàn Hà có tin lời của Lăng Hàn không? Đương nhiên tin, đây chính là tồn tại mà Mã Tuyên Vương còn phải gọi tiếng đại nhân, hắn sẽ lừa y sao? Nhưng trong tình huống này không lẽ Lăng Hàn sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây sao? Mọi người đều quỳ xuống hành lễ hướng lão nhân, bái kiến đại nhân la tu hiền không quan tâm chỉ là một đám rác rưởi cao nhất mới đến chảm trần không có tư cách khiến lão nhìn lâu chút la tu hiền lạnh lùng hỏi mắt tràn ngập hận tiểu tử người muốn chết như thế nào một thanh âm đột nhiên truyền tới lão già sang bên đứng đi mọi người thầm lấy làm lạ ui cha người đó là ai không biết la tu hiền là ai sao dám kêu la tu hiền là lão già còn kêu lão đứng sang bên thật là gan to bằng trời vương toàn hà lộ vẻ vui mừng đấy là lăng hàn thì ra đối phương luôn đi theo y vương toàn hà kích động vì y không biết lăng hàn là đẳng cấp gì nhưng ít nhất siêu ghê gớm tiên vương còn phải quỳ xuống hành lễ đại nhân vật như vậy theo sát bảo vệ y hỏi sao không làm vương toàn hà cảm động la tu hiền nhìn qua mặt lộ nụ cười nhạt ngươi là cái thá gì chẳng qua là một thế lực trảm trần nho nhỏ nhưng sao có nhiều kẻ không biết tốt xấu là gì ai chỗ này quá lạc hậu chắc ai đều cho rằng trảm trần đã là tồn tại mạnh nhất lăng hàn lắc đầu vốn định một bàn tay đập chết người này nhưng chợt kêu lên, nhìn ra xa. ầm chân trời có giải sáng bảy sắc uốn lượn, một người đạp mây bảy sắc đến, sắc màu kỳ dị quấn quanh người. Mã tuyên vương, La Tu Hiền thấy người đến thì biểu tình trở nên nghiêm túc. La Tu Hiền có thể khinh thường mọi người ở đây, nhưng đối diện tiên vương thì lão phải kinh sợ. Vèo, mã tuyên vương đáp xuống, quét mắt qua, tuy nhìn thấy lăng hàn nhưng dường như không biết hắn đó là vì lăng hàn dùng thủ đoạn khiến mã tuyên vương không thể nhận ra hắn mã tuyên vương nhìn vương toàn hà nhẹ nhõm như chút gánh nặng hiền điệt có sao không may mắn người ta không bị gì mã tuyên vương đường đường là tiên vương gần chỗ mình có cường giả thăng nguyên cảnh xuất hiện làm sao gã không biết mã tuyên vương vốn không thèm để bụng người ta đi ngang qua hoặc có chuyện gì cũng rất bình thường không cần chuyện bé xé ra to vấn đề là mã tuyên vương quan tâm vương toàn hà lúc trước cố ý tìm hiểu tư liệu của đối phương, biết việc vương ra. Nên Mã Tuyên Vương đoán Vương Toàn Hà đi báo thù, gã sợ lỡ như y bị gì thì Lăng Hàn sẽ trách gã. Mã Tuyên Vương càng nghĩ càng thấy kỳ kỳ, lập tức chạy đến đây. May mắn Mã Tuyên Vương dự cảm không sai, Vương Toàn Hà thật sự bị thăng nguyên cảnh theo dõi. Vương Toàn Hà hơi khom người, không có việc gì, đa tả Mã Đại Nhân quan tâm. Trong mắt Lăng Hàn thì hành động này đã rất thấp hèn. Trong Lăng ra kéo đại một người toàn chúng thiên tôn, Tiên vương không đáng gì, nhưng ở trong mắt mọi người thì trời sắp sập, đấy là một tiên vương. Vậy mà theo sát vương toàn hà, chuyện gì đây? Sự thật đã rõ ràng, hèn gì vương toàn hà trở nên lợi hại như vậy, đó là vì có một vị tiên vương hết sức để bạt y. Trong lòng đám người này thì tiên vương là không gì không làm được, nên trong ba năm khiến vương toàn hà thay ra đổi thịt là bình thường. Mã tuyên vương nhìn hướng là tu hiền, nhướng mày phủi tay. Chỗ này không có chuyện của ngươi, đi đi. Cùng một lời nói từ trong miệng Lăng Hàn thì La Tu Hiền sẽ điên tiết, nhưng Mã Tuyên Vương nói làm lão không dám giận, chỉ có không cam lòng. La Tu Hiền cãi lý: "Đại nhân, người này giết tôn nhi của ta, xin đại nhân cho ta báo thù." Chương 3449, con riêng. Mã Tuyên Vương dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn La Tu Hiền, thầm nghĩ: "Đừng nói y giết tôn tử của ngươi, dù giết nhi tử, phụ thân của ngươi thì ngươi cũng phải nhịn, chấp nhận. Vì ngươi không trêu vào nổi người đứng sau lưng y." đương nhiên mã tuyên vương đường đường là tiên vương không cần giải thích cái gì với thăng nguyên cảnh tiên vương thản nhiên nói bổn tòa kêu ngươi đi không lẽ ngươi có ý kiến la tu hiền cắn răng nói không dám la tu hiền định xoay người đi nhưng bỏ thêm câu ta là trưởng lão của hồng viêm tông tông chủ của bản tông cũng là tiên vương xin đại nhân nghĩ tình này mà suy xét lại mã tuyên vương nét mặt xa sầm nói ngươi lấy hồng viêm tông ra chèn ép bổn tòa mã tuyên vương thầm cười nhạt đừng nói chỉ là tiên vương dù có là thiên tôn đến thì sao? Trời đất bao la, lăng hàn lớn nhất, mã tuyên vương nạt, cốt mau, là tu hiền bất đắc dĩ đành rời đi, thân thể nhỏ bé của lão không dám đối nghịch với tiên vương. Thấy là tu hiền cục đuôi chạy mất, mọi người giật mình đến ra đầu tê dại. Mã tuyên vương vì vương toàn hà mà thả đắc tội một thế lực tiên vương. Cưng chiều dễ sợ, lý tính sơ hối hận muốn chết, nếu lúc trước nàng kiên định tín nhiệm luôn đi theo vương toàn hà, xem thái độ mã tuyên vương dành cho y thì thu nàng làm đồ đệ ruột chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ thì sao, La Quang đã chết, mọi việc đã mất hết. Không, La Quang chết nhưng vương toàn hà vẫn còn, rất được lòng một vị tiên vương. Mắt lý tính sơ lấp lẽ, giờ phút này nàng muốn làm một quyết định vô cùng quan trọng. Chỉ khoảnh khắc nàng đã quyết định, lý tính sơ vươn tay hướng vương toàn hà. Toàn hà, giúp muội với, thật ra muội bị bức ép. muội yêu huynh sâu sắc như vậy sao có thể phản bội huynh? nhưng vì bất đắc dĩ gia tộc dùng mạng sống mẫu thân uy hiếp muội nếu không nghe theo mệnh lệnh của họ thì mẫu thân của muội sẽ bị bọn họ giết chết lần này gia tộc cũng lấy mạng sống mẫu thân uy hiếp bắt muội gả cho la quang toàn hà hãy cứu muội cứu mẫu thân của muội lăng hàn ngạc nhiên nữ nhân này mặt dày vô sỉ quá vì ôm đùi tiên vương mà vứt hết mặt sao lăng hàn không nổi giận chỉ bình tĩnh nhìn nếu vương toàn hà gà mẹ còn có lòng dạ mềm yếu với nữ nhân này thì hắn lừa nhận hậu nhân này trực tiếp đưa y lên cửu trọng thiên sau đó bỏ mặc. Người Lý ra gầm lên, cực kỳ tức giận. Lý tĩnh sơ, người muốn sống, bọn họ thông cảm, nhưng không thể khiến bọn họ chịu tiếng xấu. Lý tĩnh sơ la lên, toàn hà, giết bọn họ, giết bọn họ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện nét âm độc phá hủy sắc đẹp, lộ ra chút dư tợn. Giết sạch bọn họ là ta có thể đi cùng ngươi, chúng ta yêu nhau mặn nồng, làm bạn đến già. Lý tĩnh sơ tha thiết nói, toàn hà, chẳng phải ngươi luôn muốn cưới ta sao, hôm nay ta gả cho ngươi. Vương Toàn Hà lặng im một lúc sau lắc đầu nói, ngươi nghĩ ta là con nít ba tuổi, hay là thiếu niên ba năm trước bị người mê đến choáng váng. Vương Toàn Hà tạm dừng, sát khí đậm đặc, hôm nay ta đến báo thù, ai dính máu của người vương ra đều đừng hòng trốn. Lý Tĩnh Sơ, ngươi là một trong những hung thủ chính, có chết một trăm lần cũng ít. Lý Tĩnh Sơ bị át khí thế, đối diện Vương Toàn Hà tàn khốc nàng không dám lớn tiếng la mắng, càng tỏ ra đáng thương nói. Toàn Hà hãy tha thứ cho ta một lần đi, ta chắc chắn sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Vương Toàn Hà lạnh lùng nói, ghê tởm, Vương Toàn Hà chém mấy nhát tay đao, Lý Băng bị tước thành 10 khúc. Hơi thở hằng hà cảnh lâu dài, dù bị cắt 10 khúc vẫn không chết, mỗi khúc mình mất máy như con run. Cảnh này hơi máu me đáng sợ, Vương Toàn Hà lại túm một người Lý ra, bình tĩnh nói. Ngươi giết bao nhiêu người vương gia của ta, người đó sợ đến nứt dây thần kinh, mắt trợn trắng tiểu ra quần, vương toàn hà lạnh lùng nói không chết dễ như vậy vương toàn hà phong lại tu vi của người đó rồi ném sang một bên lý gia chủ quát to chạy chia nhau chạy nghịch tử này tuy rằng thực lực cao siêu nhưng chỉ có một người không thể nào bắt hết chúng ta đám người lý gia chạy trốn sau đó phát hiện chạy thế nào cũng không ra khỏi đại đường người ở bên ngoài không ra khỏi sân được người trong trấn thì không thể ra khỏi trấn chuyện chuyện gì đây là nghịch tử vương toàn hà này làm Vương Toàn Hà nhìn Mã Tuyên Vương, chắp tay nói, đa tạ đại nhân ra tay, Vương Toàn Hà không có năng lực như vậy, nhưng Tiên Vương có thể dễ dàng làm được. Mã Tuyên Vương gật đầu, cười nói, tiện tay thôi, tàn đời, thật sự tiêu tùng, Tiên Vương cũng ra tay. Hôm nay một con chó trong Lý Gia nếu sống chạy ra ngoài là nỗi nhục lớn của Tiên Vương. Nên Lý Gia chắc chắn hết đường cứu, chết ngắc, Vương Toàn Hà ra tay, ai tham gia vụ Vương Gia vào 3 năm trước đều bị y giết đối phương giết bao nhiêu người là Vương Toàn Hà chặt thành bấy nhiêu khúc, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Vương Toàn Hà bắt đầu từ người không quan trọng, cỡ như Lý gia chủ, Lý Tĩnh Sơ thì chừa đến cuối cùng, nếu không thì khoái cảm báo thù không thể lên đến đỉnh cao nhất. Lăng Hàn nhìn thấy hết, nhẹ lắc đầu, Lăng Hàn không trải qua đau đớn gia tộc bị diệt, dù Vương gia là hậu đại huyết mạch của hắn nhưng cách nhiều đời, chưa từng gặp mặt, tuy hắn tức giận nhưng khó đồng cảm với Vương Toàn Hà. Đối với Lăng Hàn thì đây chỉ là hậu đại trên danh nghĩa, với Vương Toàn Hà là người thân bên nhau sớm chiều, đâu dễ gác sang bên. Vương Toàn Hà tràn đầy thù hận, Lăng Hàn có thể thông cảm y nhưng cảm thấy làm vậy hơi quá đáng. Có lẽ trong lòng thiếu niên giấu con dã thú, Vương gia bị hủy diệt thế là dã thú được thả ra, cắn nuốt bản tính của y hoặc nên nói là giải phóng bản tính. Phải dạy dỗ lại đàng hoàng, không thì có ngày tiểu tử này sẽ tổ hỏa nhập ma. Trong đại đường, tất cả người lý ra sợ đến mềm như bún. Đối diện tình huống này bọn họ trừ chờ chết ra còn làm gì được chỉ có lý tính sơ không chết tâm vẫn diễn kịch một vai kể lại những chi tiết khi ở bên vương toàn hà muốn đánh động y ong 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 một hơi thở cường đại đột nhiên ập đến phá mở phòng ngự mã tuyên vương bày ra ngay sau đó một bóng người xuất hiện đứng trong đại đường nhìn hai sắc màu kỳ dị quấn quanh người là biết người đến đột ngột nhưng không kỳ lạ chuyện này rất bình thường vì đây là một tiên vương nhị trọng thiên tiên vương chắp tay bắt chuyện với mã tuyên vương mã huynh chương 3450, diễn sinh linh khí. Mã tuyên vương nhìn đối phương, hơi nhíu mày hỏi do. Tông chủ hồng viêm tông, hứa phi hứa huynh, tiên vương nhị trọng thiên cười to nói. Đúng là bổn tỏa, tim mã tuyên vương rất cái bịch, ngoài mặt không lộ vẻ gì. Không biết hứa huynh lại đây có chuyện gì, hứa phi lắc đầu nói. Mã huynh nói gì kỳ, mới quát đuổi một trưởng lão của bản tông đi nhanh vậy đã không nhớ. Nghe câu đó đám người lý ra tê liệt ngã ngồi chợt vực dậy tinh thần, lý tĩnh sơ khép miệng lại tình huống có lẽ có thay đổi mã tuyên vương ậm ừ cười nói xem trí nhớ của bổn tọa thì ra hứa huynh đến vì chuyện này nhưng hình như bổn tọa không tổn thương trưởng lão đó của quý tông hứa phi gật đầu nói đúng vậy nhưng tôn tử của la trưởng lão chết thảm tại đây bổn tọa làm tông chủ hồng viêm tông không thể nào khoanh tay đứng nhìn mã huynh xin hãy giao hung thủ ra qua mấy ngày bổn tọa mời huynh uống rượu trò chuyện một buổi Mã tuyên vương xòe tay nhún vai, hung thủ gì, bồn tọa không biết, ai ngờ người lý ra giống to, là hắn, hắn đó. Bọn họ cùng chỉ vào vương toàn hà, đây là hy vọng duy nhất của họ nên bất chấp uy thế từ mã tuyên vương. Lý tĩnh sơ khóc ròng, tiên vương đại nhân, thiếp thân là thê tử mới được la quang cưới vào cửa, cuồng đồ này luôn thèm muốn nhan sắc của thiếp thân, hành hung ngay trong hôn lễ của thiếp thân. Xin đại nhân chủ trì công đạo, lý tĩnh sơ khóc suốt mướt động lòng người đáng tiếc hứa phi không động lòng đã quá xem thường tiên vương mã tuyên vương cau mày gã không ngờ có khúc chiết người lý ra bùng nổ lòng can đảm lớn như vậy dám mở miệng trước mặt gã hứa phi nửa cười nửa không nhìn mã tuyên vương mã tuyên vương trầm ngâm nói tiểu tử này rất quan trọng hứa huynh đừng xen vào thì tốt hơn hứa phi chế nhạo ô không lẽ là con riêng của mã huynh bốp hứa phi bị cho ăn tát một tiếng giòn vang khiến gã giật mình biến sắc mặt cái tắt tuy làm hứa phi đau nhưng quan trọng là gã không biết ai ra tay, ngẫm nghĩ kỹ, gã dùng mình ớn lạnh. Hứa phi không dám giận ngược lại nhỏ nhẹ hỏi, là, vị đại nhân nào giá lâm, xin thứ lỗi hứa mỗ không có từ xa tiếp đón. Tim mã tuyên vương rất cái bịch thầm nghĩ, không lẽ là hắn. Giọng lăng hàn vang lên, cái tắt này là phạt ngươi miệng tiện, có phục không? Lăng hàn vốn không muốn ra tay nhưng ai kêu hứa phi nói vương toàn hà là con riêng của mã tuyên vương, làm loạn gia phổ của người ta rõ là ngứa mỏ muốn ăn đòn. Hứa phi thầm mếu, gã chỉ nói dẫn một câu đã vời mối họa cho mình. Hứa phi thầm kêu oan, nhưng không dám lộ ra trên nét mặt. Hứa phi càng nghiêm túc nói, vị đại nhân này dạy rất đúng, hứa mỗ chắc chắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Lăng Hàn nói, đi đi, hứa phi không cam lòng hỏi, vị đại nhân này có thể cho phép mỗ chiêm ngưỡng mặt mày không? Bốp, hứa phi lại ăn tát, mã tuyên vương nhìn, thầm cười nhạt dù chưa thấy lăng hàn nhưng mã tuyên vương đã đoán ra thân phận người bí ẩn thầm nhủ lăng hàn là tồn tại ghê gớm cỡ nào nói vài câu với ngươi là đã đủ nể mặt ngươi còn muốn gặp người ta đua đây chính là thiên tôn hứa phi ăn cái tát này trong lòng hoàn toàn chịu thua lần này hứa phi đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn bị tát mà không hiểu ra sao hiển nhiên thực lực của đối phương không chỉ có cao hơn gã mà còn cao rất nhiều không chọc vào nổi hứa phi vái không khí rồi bỏ đi gã muốn rời xa trốn thị phi này vĩnh viễn không bước chân vào đây nữa vương toàn hà thu về tầm mắt y biết người bí ẩn ra tay chắc chắn là lăng hàn chỉ có hắn mới có thực lực cường đại như vậy vương toàn hà tiếp tục giết người thẩm vấn một người thì giết một nếu gặp người lý gia lúc trước không gây tội thì chỉ phế tu vi rồi ném sang bên tha cho con đường sống nhưng trong thế giới này không còn tu vi khác gì đã chết lý gia chủ hét to nghịch tử người hung tàn như vậy có ngày sẽ chết trong tay người khác bây giờ chỉ còn lý gia chủ và lý tĩnh sơ sống sót vương toàn hà lạnh lùng nói người phải chết một trăm lần vương toàn hà từng chút một tách rời lý gia chủ ra mã tuyên vương thấy bất nhẫn giết người cùng lắm rơi đầu xuống đất nhưng làm vậy hơi quá đáng lang hàn ở gần đó nên mã tuyên vương không dám ngăn cản vương toàn hà lý tĩnh sơ sợ đến ướt quần mặt không chút máu lý gia chủ rất thảm bị chém thành trăm khúc không dư một khối không thiếu một nhưng trong một chốc chưa chết được máu chảy đầy đất, cảnh tượng làm người không nỡ nhìn lâu. Mã tuyên vương quay đầu đi, nếu không phải biết lăng hàn ở gần đây thì gã dù không ngăn cản cũng sẽ bay đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng bây giờ mã tuyên vương cố nén buồn nôn đứng một bên. Lăng hàn hơi cao mày, chẳng lẽ hắn bồi dưỡng ra một ác ma sao? Chờ lý gia chủ tắt hơi thở cuối cùng, vương toàn hà nhìn hướng lý tĩnh sơ. Lý tĩnh sơ quỳ tạp dưới đất liên tục dập đầu, tóc tai bù xù như người điên. Đừng giết ta, đừng giết ta, Toàn Hà, ta chấp nhận làm tất cả vì ngươi, ta không cầu làm thê tử của ngươi, ta sẽ làm nha hoàn, làm nữ nhân của ngươi. Phập, tiếng van xin ngừng bật vì một nhát kiếm đã đâm thủng thức hải của nàng. Vương Toàn Hà rút kiếm về, biểu tình tràn ngập phức tạp. Thù lớn đã trả nhưng vì sao y không hề thấy vui. Lăng Hàn xuất hiện, đi thôi, Lăng Hàn nắm lấy Vương Toàn Hà, mở ra hư không mang theo y xuyên qua vị diện. Trước khi khe hở hư không khép lại giọng mã tuyên vương cung kính vọng vào. Cung tiến đại nhân, chỉ có thiên tôn mới xé rách hư không được, dưới thiên tôn thì chỉ có thể xé ra không gian, không thể phá mở bình chướng vị diện. Mấy tháng sau Lăng Hàn mang theo Vương Toàn Hà trở lại huyền mạc vị diện. Lăng Hàn kể lại lai lịch của Vương ra rõ ràng cho Vương Toàn Hà nghe. Vương Toàn Hà quỳ xuống cung kính hành lễ với Lăng Hàn. Bái kiến lão tổ, Lăng Hàn thở dài hỏi, người có oán ta, Vương Toàn Hà không ngước đầu lên, không dám, không dám chứ không phải không có. Lăng Hàn vẫy tay, từ hôm nay người tên là Lăng Toàn Hà đi. Không ngờ Vương Toàn Hà bướng bỉnh nói, lão tổ, không có lệnh của phụ mẫu thì Toàn Hà không dám sửa họ. Tâm kết của tiểu tử này rất nặng, Lăng Hàn trầm ngâm nói, được rồi, Lăng Hàn không thể nào luôn bỏ công sức vào hậu nhân này, chờ đến tổ địa Lăng ra rồi hắn kêu Lăng kiến tuyết giải quyết chuyện này, còn hắn thì bế quan. Trường 3451, cứng rắn đấu với cuồng loạn. Lăng Hàn lại được một đoạn mật mã sinh mệnh nhưng chưa tiêu hóa hoàn toàn lần này bế quan mất ba ức năm, trên mỗi vị diện của Lăng Hàn xuất hiện một chút linh khí. Linh khí, đây là cơ sở tu luyện, là khởi nguồn sự cường đại của võ giả. Có sinh linh cường đại vừa sinh ra liền là tiên vương, nhảy qua ải linh khí, trực tiếp ngưng tụ nguyên lực. Nhưng với đa số sinh linh thì linh khí mới là căn bản. Lăng Hàn lộ vẻ vui mừng, sau khi vị diện này sinh ra linh khí thì tốc độ cường đại nhảy lên gấp vô số lần. Lăng Hàn tính sơ đại khái chỉ cần 100 ước năm là hắn sẽ đẩy tất cả vị diện lên cấp thượng cao đẳng. Điều này cực kỳ khủng bố, khi đó lực lượng của hắn mạnh mẽ sánh bằng cuồng loạn, thậm chí nghiền áp đối thủ này. Lăng Hàn mới chỉ là lục bộ, lục bộ mà có thể nghiền áp quái số một vạn cổ, cao thủ số một thiên hạ cuồng loạn, làm sao khiến người tin tưởng được. Mật mã sinh mệnh là then chốt mở ra lực lượng thứ 8, phù hợp với lực lượng vị diện nên sau khi có được mật mã sinh mệnh thật ra ta đã vào thất bộ, chẳng qua bước này không được bản chất hạt loại thứ sáu. Một trăm ước năm, cho ta thêm một trăm ước năm thì cuồng loạn không thể làm giữ được nữa. Khi đó dù lăng hàn không thể giết cuồng loạn nhưng có thể chấn áp nó, rồi từ từ đi lên thất bộ, trước mặt hắn không còn tồn tại bất tử bất diệt. Lăng hàn tò mò, nhưng linh khí này đến từ đâu, lực lượng nào đều có nguồn gốc, không thể chống rỗng sinh ra. Như nhất bộ thiên tôn đi đến vị diện khác sẽ không thể rút ra lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện cũ, nhất bộ thiên tôn từ từ kiệt sức. Tuy nhị bộ sẽ chỉ rớt đến nhất bộ nhưng vì có thể rút lực lượng bản chất nên vẫn cần nguồn gốc lực lượng. Lăng Hàn tiếp tục bế quan, hắn rất có hứng thú với nguồn linh khí. Lăng Hàn vừa thôi diễn ký hiệu thiên tôn vừa thăm dò ngọn nguồn linh khí, một lòng hai dùng hơi ảnh hưởng hiệu suất nhưng không quá lớn. Lại qua bốn ức năm sau rốt cuộc Lăng Hàn có phát hiện. Nguồn linh khí là cái gì? Đáp án rất đơn giản, hư không, lực lượng bản chất. Vị diện câu thông với hư không. Rút lực lượng bản chất đến gần ngưng tụ trong hạch phi tâm, Vị diện tự vận chuyển đạt đến mức độ nào đó giống sinh mệnh. Sau đó vị diện tiếp tục tuôn trào lực lượng, đây chính là linh khí. Cho nên lực lượng bản chất và linh khí vừa khác vừa hơi giống nhau. Mọi thứ đều liên quan hư không, với lực lượng vô tận giữa hư không. Nói vậy là lực lượng đặc biệt của một vị diện rất có thể thuộc về lực lượng bản chất, chẳng qua đã trải qua vị diện biến đổi. Vậy còn lực lượng thứ 8 thì sao? Xét cho cùng vẫn chỉ là lực lượng vị diện, lực lượng bản chất, chẳng qua cường hóa vô số lần thân thể của ta trông như một nguyên thế giới vậy thì có khi nào tại tạo một hư không chăng đây mới là ngọn nguồn cường đại ta thậm chí có thể trực tiếp cất chứa hư không lam hàn hơi giật mình vì vọng tưởng của mình dù là cuồng loạn cũng chỉ dám nuốt nguyên thế giới chứ không nói muốn chiếm hư không làm rủa riêng hư không quá lớn chưa có tồn tại nào có thể thăm dò giới hạn của hư không nơi này có một ngàn một vạn nguyên thế giới cũng không kỳ lạ thôi không nghĩ nhiều ta nên nhanh chóng đẩy vị diện trong người đến thượng cao đẳng vậy thì ta mới thật sự có tư cách ngang ngửa cuồng loạn. Ngoài ra ta phải tìm đến diệt tuyệt, trên người nàng còn giấu một đoạn mật mã sinh mệnh. Nhưng số lượng vị diện trong người không nhiều thì có được mật mã sinh mệnh cũng vô dụng. Lăng Hàn xuất quan một lần, tìm hiểu tiến bộ tu vi của đám người cạnh mình. Lúc trước đã vào thiên tôn, tu vi hầu như dẫm chân tại chỗ. Đẳng cấp này quá cao, không có cơ duyên đặc biệt muốn tiến thêm một bước ít nhất cần thời gian giải tính bằng kỷ nguyên hậu bối khác trong lang gia được tài nguyên vô tận cung cấp đã có hàng vạn tiên vương lang gia bây giờ hoàn toàn có thể xưng là hào môn số một thiên hạ gia tộc nào của thất bộ nổi tiếng lâu năm cũng không thể sánh bằng lang gia vì mối uy hiếp diệt tuyệt nên người lang gia vẫn rất điệu thấp lang hàn hỏi vương toàn hà đâu biểu tình lăng kiến tuyết quái dị nói tiểu tử đó vận may của hắn thật là không cách nào tưởng tượng rõ ràng thiên phú võ đạo bình thường nhưng nhiều lần gặp kỳ ngộ mới vài năm đã thành tựu thiên tôn Lăng Hàn cũng rất ngạc nhiên, hả, so với con cái cháu chất của mình thì hắn không quá quan tâm Vương Toàn Hà, nhưng y vẫn có thể đi vào thiên tôn vị, thật khó tin. Đừng thấy Lăng Hàn bây giờ một ngón tay có thể giết lục bộ nhưng hắn không cách nào đẩy tiên vương cửu trọng thiên đến thiên tôn, nhảy ra quy tắc này liên quan đến lực lượng bản chất. Thiên phú võ đạo của Vương Toàn Hà trung bình, Lăng Hàn vì khiến y nhanh chóng báo thù nên không ổn định căn cơ vững chắc cho y. Lẽ ra Vương Toàn Hà muốn thành tiểu tiên vương còn khó khăn, vì sao một chốc đã vọt lên thiên tôn vị thuộc tính may mắn ghê gớm vậy sao lang hàn nhíu mày nói tiểu tử này lệ khí rất nặng rất có thể đổ nguyên nhân gia tộc bị diệt lên đầu chúng ta người chút đừng để hắn làm gì sai lầm lang kiến tuyết gật đầu nói vâng nhi biết lang hàn tiếp tục bế quan lại qua năm ức năm sau hắn đã thôi diễn ra hết ký hiệu tứ lưu tam lưu khiến tốc độ tu luyện của hắn lại tăng thêm vô số lần ta đã đẩy hơn một nửa vị diện đến thượng cao đẳng lực lượng mạnh hơn lúc kịch chiến với cuồng loạn nhiều cộng thêm thiên tôn tam lưu phù bùng nổ đủ sức đánh với cuồng loạn lại đi chiến trường vực ngoại xem sao đặc biệt là đám người phá nhạc có làm việc đàng hoàng không ta cũng muốn biết diệt tuyệt hiện tại có lai lịch gì lăng hàn xuất quan đi hướng chiến trường vực ngoại lăng hàn đi chiến trường phụ một chuyến trước trải qua nhiều tu dưỡng tổn thất cây mẫu đã bù đắp lại đại quân rầm rộ vô tận tiếp tục ập đến gây ra thương vong lớn cho việc phòng ngự lăng hàn ra tay hắn trực tiếp lao vào vị diện cuồng loạn, phá hoại tơi bời rồi nhàn nhã đi ra, sau đó vào chiến trường chính. Khiến Lăng Hàn thất vọng là năm người sung viêm đã chạy từ lâu. Không chỉ năm người chạy mất, kim tàm, vạn ảnh cũng đi. Bây giờ chỉ còn 7 trí tôn ở lại cực khổ chống đỡ. Nhưng cuồng loạn quá mạnh, một xúc tu quất qua là 7 trí tôn bị đánh bay, hầu như không cách nào chặn lại bước chân của cuồng loạn. Trường 3452, biến đổi lớn động trời. Chiến trường chính nhanh chóng bị chiếm, cứ theo đà này thì cùng lắm vài chục ức năm nguyên huyền mạc vị diện sẽ thành món ngon của cuồng loạn. Lăng Hàn thét dài hô nắm đấm sông lên, veo, tốc độ của Lăng Hàn siêu nhanh, người hóa thành luồng sáng lao vào cuồng loạn. Một cú đấm đánh ra, ầm, lực lượng đáng sợ chấn động, bum 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 bum, bảy trí tôn nhóm lâm lạc như đồ chơi bay lên, may mắn thất bộ khí lực không hỏng, họ chỉ bị văng ra chứ không bị chảy trụa gì. Bảy chí tôn đồng thanh kêu lên, Lăng Hàn, bọn họ trông thấy gì? Lăng Hàn một đấm cứng rắn chặn lại công kích của cuồng loạn. Ui, trên đời có tồn tại ngang ngửa với ý cuồng loạn. Khiến người khó tin hơn, không thể tin là Lăng Hàn mới chỉ là lục bộ. Lục bộ, trời ạ, à, nếu tiểu tử này bước vào thất bộ sẽ khủng bố đến mức nào? Lăng Hàn biết nếu mình đi vào thất bộ thì thu hoạch lớn nhất là có thân thể bất diệt, một mặt khác là mở ra cánh cửa vị diện trong người hóa thành siêu cao đẳng. Thực lực, trong khoảng thời gian ngắn không tăng tiến gì lớn vì lực lượng lớn nhất hiện nay của Lăng Hàn đến từ lực lượng vị diệt, sẽ không xong ngay một lần theo cảnh giới tăng lên, cần tu luyện tiến bộ thời gian dài lâu. Lăng Hàn toát ra bá khí vô cùng nói, các vị tiền bối vất vả, từ giờ trở đi chúng ta sửa thủ thành công, đuổi cuồng loạn ra. Ai nói ra câu nói này đều bị xem như nói giỡn, nhưng bây giờ Lăng Hàn kéo theo bá thế đấu ngang sức ngang tài với cuồng loạn khiến người tin phục. Chỉ mình hắn có tư cách, bảy trí tôn tinh thần phấn khởi la lên. Giết, bọn họ phòng thủ nhiều năm rốt cuộc đợi đến người có thể đảo ngược càn khôn. Cuồng loạn phát ra dao động tinh thần sắc bén. Lăng Hàn, cuồng loạn rất hật, lần trước không thể đánh chết Lăng Hàn là nó đã biết bỏ lỡ cơ hội cuối cùng tiêu diệt hắn. Quả nhiên Lăng Hàn ngóc đầu trở lại, đã có được lực lượng đối kháng với nó. Lăng Hàn thét dài mạnh mẽ tấn công, cuồng loạn, thời đại thuộc về ngươi đã kết thúc, bảy trí tôn từ bên cạnh phụ trợ, sức mạnh của bọn họ không thua cuồng loạn xa lắc, nhưng dù gì là thất bộ, tóm lại có chút tác dụng họ còn có thân bất tử, dư sức làm bao cát. Âm 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 âm, Lăng Hàn dùng chủ lực tuyệt đối đấu cứng với cuồng loạn. Toàn thân Lăng Hàn tỏa sáng, tất cả tam lưu phù vận chuyển ra cố lực lượng gấp 6.000 lần. Biến, một kích làm cuồng loạn không chịu nổi, xúc tu bị đánh bay ra. Khi Lăng Hàn bùng nổ xong cuồng loạn đã bị đẩy lùi 70 vạn dặm. Bảy trí tôn cực kỳ hưng phấn, chiến đấu với cuồng loạn nhiều năm trước nay chỉ có bọn họ bị nó đẩy lùi, chưa từng phòng thủ trận địa qua một ngày nổi nhưng còn bây giờ thì sao? Đẩy ngược cuồng loạn, chuyện xưa nay chưa từng có, làm cả nhóm siêu hưng phấn, ra đầu tê dại. Thất bộ là con người, cũng có tình cảm. lang Hàn vận chuyển thêm tứ lưu phù, tuy rằng gia cố lực lượng giảm mạnh xuống 5.000 lần nhưng vẫn cực kỳ bá mãnh, đánh cuồng loạn liên tục lùi. Cuồng loạn lùi ít chút, chỉ 50 vạn dặm lang Hàn lại vận chuyển ngũ lưu phù. Tất cả tổ hợp phù vận chuyển cưỡng ép đánh lui cuồng loạn hơn 200 vạn dặm, mở khơi dòng. Lăng Hàn bùng nổ xong dừng lại đứng thẳng, bình tĩnh hỏi. Còn muốn tiếp tục không? Cuồng loạn hô xúc tu, tình huống của nó đặc biệt, tuy thân hóa thành vị diện khiến cuồng loạn càng mạnh hơn nhưng bị mất vài năng lực, ví dụ vận chuyển ký hiệu thiên tôn. Trước kia chuyện này không thành vấn đề, vận chuyển ký hiệu thiên tôn bị hạn chế thời gian. Thời gian bổ sung năng lượng quá lâu, cuồng loạn thì có lực lượng nghiền áp thất bộ tuyệt đối, dù không thể vận chuyển ký hiệu thiên tôn cũng chẳng sao, nhưng bây giờ lực lượng nguyên thủy của lăng hàn ngang ngửa cuồng loạn vậy thì có thể vận chuyển ký hiệu thiên tôn hay không trở thành vấn đề lớn cứ theo đà này cuồng loạn sẽ bị đẩy lùi từng bước rồi hoàn toàn rời khỏi chiến trường hai giới đó sẽ là lúc lăng hàn giết vào trong vị diện của nó khiến cuồng loạn không còn sức gợi lên chiến trường giọng cuồng loạn ồm ồm ngươi không thể nào cường đại vậy được trừ phi ngươi được đến thế giới chi bí thế giới chi bí mật mã sinh mệnh lòng lăng hàn rung lên thế giới chi hạch chắc không tồn tại, là diệt tuyệt bịa chuyện lừa gạt lăng hàn và năm người xung viêm, nhưng cái gì là thế giới chi bí? Sự cường đại khó tin của lăng hàn đến từ đoàn sáng trong thức hải, về mặt lý luận nó như bí mật mãi mãi không thể lộ ra ngoài. Bản thân không thể phát hiện đoàn sáng trong thức hải, cần có hai người cộng minh mới được, cơ bản ít có khả năng phát hiện. Nhưng vô số trùng hợp khiến Lăng Hàn phát hiện ra bí mật, mở ra năng lực này. Cảm xúc của cuồng loạn cực kỳ kích động, chắc chắn là vậy. Không ngờ ta mưu đồ bao nhiêu năm nhưng bị ngươi giành trước tiên cơ." Lăng Hàn hỏi, "Ngươi nói thế giới chi bí là đoàn sáng bí ẩn trong thức hải." Cuồng Loạn đáp, "Đúng vậy, trong đó bao gồm bí ẩn nguyên thế giới hình thành, được đến nó là ta có thể phá tan trói buộc, nhảy ra ao nước này." Đám người Lâm Lạc nghe đối thoại đều ngạc nhiên, "Nhảy ra ao nước, là có ý gì?" Lăng Hàn hỏi, "Bên ngoài ao nước này là cái gì?" Lăng Hàn nghĩ lúc trước Cuồng Loạn từng xem thường hắn là ếch ngồi đáy giếng, khiến hắn suy nghĩ lan man suy đoán trong hư không còn có nhiều nguyên thế giới hơn. Bây giờ cuồng loạn chủ động nhắc đến, dĩ nhiên Lăng Hàn thuận nước đẩy thuyền, không thì chờ nó tỉnh táo lại khó dụ dỗ nó khai ra. Cuồng loạn nói, có lẽ là thế giới càng lớn hoặc là một mảnh hư vô. Cuồng loạn cũng không biết, Lăng Hàn cười nói, chỉ vì vậy mà ngươi không tiếc hủy diệt nguyên thế giới. Cuồng loạn không chút tình cảm nói, thì sao, đã biết có thể sẽ có một thế giới càng đặc sắc hơn thì ai muốn bị nhốt trong ao dù nơi đó là lồng giam hắc ám nhưng không nhìn một cái sao cam lòng lang hàn đã hiểu cuồng loạn nuốt từng vị diện tuy vì tăng sức mạnh cho bản thân một mặt khác nó muốn nuốt những sinh linh trong thức hải có đoàn sáng bị cuồng loạn luyện hóa thì bí mật trong đoàn sáng sẽ thuộc về nó nhiều năm qua chắc cuồng loạn cũng được một ít mật mã sinh mệnh không thì chẳng thể nào sáng tạo ra quái vật đẳng cấp lục bộ nhưng cuồng loạn có giới hạn của nó thân nó hóa vị diện khởi điểm cao hơn bất cứ ai nhưng cũng mất khả năng diễn hóa ra nhiều vị diện cuồng loạn chỉ có thể không ngừng tăng mạnh vị diện của bản thân. Kiều thăng cấp này từ chất thì cao hơn tất cả, nhưng Lăng Hàn có thể dựa vào ưu thế lượng áp chế, vượt qua cuồng loạn. chương 3453, hai hung hợp tác. Cuồng loạn phấn đấu nhiều năm nhưng không sánh bằng Lăng Hàn. Điều này rất bình thường, vì cuồng loạn hóa thân vị diện, mạnh thật nhưng cũng thêm một gông xiềng chói nó không thể đến đi tự nhiên. Mặt khác Lăng Hàn rất may mắn, gặp ngõ lý, thu một đồ đệ giống hắn, mở ra bí mật của bản thân bí mật này vốn sẽ mãi mãi không lộ ra lang hàn thét dài lao lên đá đấm ai đều có lòng tò mò nhưng không thể vì sự tò mò của mình khiến vô số người chôn cùng ngươi lúc trước lang hàn luôn bị cuồng loạn đè ép chịu thiệt giờ đến lượt hắn bùng nổ lang hàn mạnh mẽ xuất kích nhưng không bùng nổ ký hiệu thiên tôn thật ra hắn không cách nào áp chế cuồng loạn dù có bảy chí tôn nhóm lâm lạc hỗ trợ thì hai bên chỉ ngang ngửa cuồng loạn thật sự rất mạnh nhưng cách một thời gian khi ký hiệu thiên tôn bổ sung năng lượng xong lăng hàn có một đoạn thời kỳ bùng nổ đẩy lùi cuồng loạn mặc dù tốc độ không mau nhưng bảy trí tôn nhóm lâm lạc vô cùng phấn chấn vì cứ tiếp tục thế này sẽ có ngày cuồng loạn bị đuổi ra huyền mạc vị diện về sau chỉ cần canh chừng lối vào là mãi mãi không cần lo nó xâm nhập a à, ủa đang chiến đấu kịch liệt thì đám người lăng hàn lâm lạc cảm ứng vài hơi thở cường đại nhanh chóng đến gần chỉ một chốc năm người sung viêm trí tôn kim tàm vạn ảnh thất bộ xuất hiện Mấy tên này thấy thắng lợi ngay trước mắt nên đến lộ mặt, lưu danh sử sách sao? Thật biết nhặt của hời, mới suy nghĩ vậy chờ thấy bảy trí tôn lao lên, mục tiêu là nhóm lâm lạc. Bùm 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 bùm, không ai ngờ biến chuyển như vậy, đám người lâm lạc bị đánh bay ra ngoài. May mắn thất bộ bất tử bất diệt, khí lực không hỏng, chỉ có thể đánh bay bọn họ chứ không cách nào thương tổn đến họ một ly. Tân phó quá to, sung viêm, kim tàm, các người bị điên sao? Bọn họ làm cái gì? đang giúp đỡ cuồng loạn bảy người xung viêm không trả lời chỉ công kích mạnh mẽ kiềm chế đám người lâm lạc nhưng lăng hàn mới là sức chiến đấu chủ yếu chỉ cần hắn tiếp tục dùng ký hiệu thiên tôn phát huy thì cuồng loạn sẽ bị đẩy lùi bảy người xung viêm có tham gia cũng vô dụng ầm um, hơi thở vô cùng cường đại ập đến một thân hình yểu điệu hiện ra như đạp qua vạn cổ đến mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ chém vào lăng hàn diệt việt chân thân diệt tuyệt là chủ hung nguyên thế giới đời trước bị hủy diệt giờ đổi thành ý chí không biết là ai kiểm soát cơ thể này, phát ra lực lượng đáng sợ. Sức mạnh hơn xa đỉnh thất bộ, sắp sánh bằng cuồng loạn. Vèo, cuồng loạn hô xúc tu đánh hướng Lăng Hàn, Lăng Hàn một đấm cùng lúc đó đánh hai siêu cường giả. Bùm, Lăng Hàn run rẩy lùi ba ngàn dặm, cuồng loạn, diệt tuyệt cũng không khá gì hơn, một người thì xúc tu bay múa, người kia thì văng ra ngoài. Chuyện gì đây, hung vật tuyệt thế hai đời bắt tay nhau, Lăng Hàn đứng ngạo nghễ trên trời nhìn xuống cuồng loạn, diệt tuyệt. Lăng Hàn nhìn Diệt Tuyệt chằm chằm hỏi, bảy tên kia bị ngươi dụ dập đúng không? Diệt Tuyệt đứng trên không trung, bão năng lượng cuốn vạt áo nàng bầy bầy, đẹp tuyệt trần. Diệt Tuyệt hỏi ngược lại, đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Lăng Hàn lắc đầu nói, ta thật là càng lúc càng xem không hiểu, các ngươi muốn bảo vệ cuồng loạn, đầu óc bị cửa kẹp. Diệt Tuyệt liếc Lăng Hàn, khinh thường nói, lời ruồi mũi nói không cần nghe. Lăng Hàn cười to bảo, lục bộ ta đây có thể nghiền áp thất bộ, ngươi xứng coi thường ta. Lấy đâu ra can đảm vậy, ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta? Hiện tại ta đã ngang ngửa các ngươi, qua mấy chục ức năm nữa một ngón tay có thể trấn áp các ngươi." Diệt Việt cười nhạt, "Ngươi trưởng thành còn ta thì không sao. Đúng vậy, lúc trước Diệt Việt và Lăng Hàn thực lực ngang nhau, bây giờ hắn tiến bộ rất lớn, nàng cũng vậy. Có lẽ bước chân đi tới trước của Diệt Việt có thể đuổi kịp Lăng Hàn." Lăng Hàn nói, "Xem ra lúc trước ngươi lấy được nhiều bí mật từ người của ta." Chỗ trung tâm nguyên thế giới đời trước Lăng Hàn bị ý chí thế giới xâm nhập, tuy khiến hắn có được năng lực diễn sinh vị diện nhưng giờ xem ra nhiều bí mật của hắn cũng bị đối phương chiếm lấy. Về mặt lý luận cơ sở của Lăng Hàn đặt nền móng khi là Trần Thiên Tôn, lẽ ra dù bị Diệt Tuyệt biết hết bí mật thì đối phương không thể sao chép đường đi của hắn. Nhưng Diệt Tuyệt mạnh mẽ đến khó tin, khoan đã, chỉ cần có năng lực diễn sinh vị diện, dù chỉ có một vị diện thì cũng có thể từ từ tăng nhiều cuối cùng hóa thành nguyên thế giới. Hơn nữa tại sao lúc trước Diệt Tuyệt khủng bố vậy? diệt tuyệt không hóa thân vị diện, vậy nàng dựa vào cái gì nghiền áp thất bộ. Phẳng trăng ngày xưa diệt tuyệt giống như lăng hàn khi là Trần Thiên Tôn thì nhận vô số lực lượng vị diện, ở trong người diễn hóa ra hình thức ban đầu của nguyên thế giới. Có lẽ lúc trước diệt tuyệt không khoa trương như lăng hàn, chỉ có chừng một, hai trăm vị diện, giờ chiếm được bí mật diễn sinh vị diện mới từ chỗ lăng hàn, mở ra cánh cửa khiến nàng càng thêm cường đại. Diệt tuyệt tiếc nuối nói, đáng tiếc có một số bí mật không chiếm được, không thì ngươi có thể sống tới ngày nay sao? lăng hàn đã hiểu tại sao lúc trước ý chí thế giới muốn hắn và diệt tuyệt hợp tác nói chỉ có hai người liên hợp mới giả quyết cuồng loạn được đó là vì muốn lăng hàn nói ra những bí mật nó không chiếm được cho diệt tuyệt nghe nhưng vì mật mã sinh mệnh diệt tuyệt buộc phải cạnh tranh với lăng hàn kết quả bị hắn lần theo dấu vết xác minh đoán ra ý chí thế giới chính là diệt tuyệt bây giờ lăng hàn chưa bước vào ngũ bộ hay thật sự vào ngũ bộ đều vô dụng không thể so sánh với diệt tuyệt dù hắn có thể xuyên qua vị diện thì rất có thể bị đối phương bắt lấy cơ hội một kích oanh sát. Vì diệt tuyệt mạnh hơn đám sung viêm rất nhiều, Lăng Hàn hỏi, cái này liên quan gì đến cuồng loạn? Diệt tuyệt lạnh lùng nói, tại sao phải cho ngươi biết? Xoẹt, cuồng loạn vung một xúc tu đập tới, tuy nó cũng không hiểu gì hết, tại sao thân kiếp trước xuất hiện giúp đỡ nó? Nhưng có trợ thủ thì sao không dùng? Diệt tuyệt nói, để ta ngăn cản hắn, ngươi cứ lo làm việc của mình đi. Diệt tuyệt kịch chiến với Lăng Hàn, Thực lực của nàng không thua gì hắn, chẳng những lực lượng siêu quần còn có thể vận chuyển ký hiệu thiên tôn. Diệt Tuyệt Như Lang Hàn thứ hai dư sức liều đấu, bây giờ sức chiến đấu thất bộ đều bị kiềm chế, không còn ai có thể ngăn cản cuồng loạn. Chương 3454, đường lui. Ầm, cuồng loạn thừa dịp phản công, điên cuồng công thành cướp đất, chỉ trong vòng một ngày nó lấy lại vùng đất bị mất. Không có thất bộ ngăn cản cuồng loạn tiến quân siêu nhanh, bước chân xâm lược tăng tốc. Lang Hàn vứt bỏ diệt tuyệt đuổi theo cuồng loạn nhưng nàng lập tức bám sát. Hai người thực lực tương đương, khó cắt bỏ đối phương. Một mình diệt tuyệt đủ ngăn cản lăng hàn, ngược lại hắn cũng có thể ngăn nàng. Cũng vì cuồng loạn rất ghê gớm, nếu đổi lại là nhóm sung viêm bị lăng hàn một bàn tay tát bay đi xa tít mù. Cuồng loạn bị cản trở một chút nhưng chưa đủ ngăn cản bước chân điên cuồng tiến lên của nó. Diệt tuyệt nói, lăng hàn, người đừng dẫy dụa nữa, hãy nghênh đón một thời đại vĩ đại đến đi. Hai người đánh nhau thật vô nghĩa, người không thể tổn thương ta, ta cũng không hại ngươi được, không ai làm gì được ai. Diệt tuyệt không muốn dây dưa với Lăng Hàn, dù nàng muốn giết hắn cũng không phải hiện tại. Lăng Hàn lạnh lùng nói, hừ, để cuồng loạn nuốt nguyên nguyên thế giới là thời đại vĩ đại mà ngươi nói. Diệt tuyệt ngạo nghễ nói, ngươi đã quên ta nói gì với ngươi sao, lực lượng thứ tám là đối lập, sau đại phá diệt tận cùng sẽ nghênh đón sức sống bồng bột. Lăng Hàn lạnh nhạt nói, khiến nguyên nguyên thế giới tan vỡ thì có thể đổi lấy cuộc sống mới gì. Diệt tuyệt lạnh lùng nói, lòng dạ đàn bà, đến cảnh giới như chúng ta cần gì quan tâm những con kiến này. Lăng Hàn, chúng ta có thể hợp tác phá tan ao nước nhỏ này. Lăng Hàn từ chối dứt khoát, không cần, Diệt tuyệt nói, vậy ngươi sẽ bị nước lũ thời đại nhấn chìm. Diệt tuyệt bám chặt Lăng Hàn không cho hắn có cơ hội ngăn cản cuồng loạn. Đám trí tôn đang đánh nhau nhưng vô nghĩa, không có thương vong, thậm chí không ai chảy máu, chỉ có cuồng loạn không ngừng tiến lên. Lăng Hàn cao mày, bị đám người diệt tuyệt kiềm chế thì không thể ngăn cản cuồng loạn được. Làm sao đây, Lăng Hàn lên tiếng chỉ có dao động thần thức, đi, cứ tiếp tục thế này kết quả là bọn họ trơ mắt nhìn nguyên thế giới bị cuồng loạn ăn từng chút một, không còn cách nào khác. Nếu đi bây giờ ít nhất Lăng Hàn có thể đi tu luyện, trở nên mạnh hơn nữa. Nếu cứ thế này thì không lâu sau cuồng loạn sẽ nuốt trọn huyền mạc vị diệt, trong này có thân bằng bạn tốt của nhóm Lăng Hàn, Lâm Lạc. Nên cách làm sáng suốt nhất lúc này là rút lui đám người lâm lạc đều là thất bộ là loại người dứt khoát cầm được thì buông được suy nghĩ vụt qua rồi cả nhóm đặt quyết tập chạy tới bên cạnh lăng hàn tám người lăng hàn rút đi nhóm diệt tuyệt không đuổi theo cùng là thất bộ bất tử bất diệt đuổi kịp thì sao bọn họ chỉ muốn bảo đảm cho cuồng loạn tiếp tục làm việc nó nên làm khi đám người rút ra chiến trường chính người trong chiến trường phụ cũng bay ra hết cách chiến trường chính bị công chiếm bản thể cuồng loạn tiến lên một vị diện siêu cao đẳng nghiền áp lại thiên tôn bình thường làm sao ngăn chỉ có nước rút lui lần trước toàn tuyến rút đi vì cuồng loạn dẫn đến siêu bão tố năng lượng không ngờ chưa qua một kỷ nguyên bọn họ lại rút hoàn toàn có chuyện gì chẳng phải có siêu sức chiến đấu như lăng hàn tham gia sao vì sao tan tác te tua lâm lạc nói ra lý do khiến người giật mình vừa khó hiểu đám diệt việt muốn làm cái gì diệt việt sẽ hợp tác với cuồng loạn còn hơi có lý vì cả hai có quan hệ kiếp trước và kiếp sau ý thức mới sinh ra trong thân xác cũng bị ý chí ban đầu ảnh hưởng cũng là chuyện có thể. Nhưng đám người sung viêm chúng ta cái gì? Bọn họ đến từ nguyên thế giới đời trước, biết rõ bản chất của diệt tuyệt và cuồng loạn, tại sao còn cùng một ruột. Nhiều người không hiểu nổi, chỉ biết hình dung là chúng ta. Vấn đề là thất bộ trí tôn bất tử bất diệt, không hỏng bất hủ, làm sao có thể chúng ta. Lang Hàn nói, trước tiên rút đi, bây giờ đã bất lực, bên cuồng loạn có hai sức chiến đấu siêu thất bộ, bên này chỉ có mình hắn, Số lượng thất bộ thì như nhau, làm sao cản nổi cuồng loạn. Trừ phi có nhiều thất bộ hơn xuất hiện, nhưng chỉ làm chậm lại bước tấn công của cuồng loạn. Mọi người trở về, theo xu thế này thì Huyền Mạc vị diện bị hủy diệt là lẽ tất nhiên, mau hay chậm quyết định bởi tốc độ cắn nuốt của cuồng loạn. Chờ cuồng loạn nuốt thêm một vị diện siêu cao đẳng thì Lăng Hàn có thể ngăn cản nó được không? Nên gói ghém đã gói ghém, nên chuẩn bị cũng chuẩn bị, nếu xảy ra nguy hiểm lớn liền rút về vị diện khác. Lăng Hàn và nhóm Lâm Lạc mỗi người một ngả. Mọi người có tộc nhân của mình, cần dàn xếp những người này trước rồi mới bàn bạc tiếp theo nên đi thế nào. Cắn răng ở lì chỗ này hay rút đi vị diện khác. Lăng Hàn vừa đi vừa suy tư, vấn đề thứ nhất là tại sao đám người xung viêm đầu vào cuồng loạn. Thất bộ bất tử bất diệt vậy chắc không phải an toàn mạng sống mà là ích lợi khác. Làm như vậy cho bọn họ lợi lộc gì, điều then chốt chắc nằm ở thế giới chi hạch mà diệt tuyệt đưa ra. Lăng Hàn không tin nhưng không có nghĩa là đám xung viêm không tin. Tin tức bọn họ có được chắc là sau khi lấy được thế giới chi hạch sẽ vào bắt bộ, lại dùng điều kiện lao ra ao nước nhỏ hấp dẫn bọn họ. Những người đứng trên đỉnh thế giới, không còn gì theo đuổi chắc sẽ rất động lòng. Lúc trước bọn họ đối kháng với diệt tuyệt không biết bao nhiêu lâu, luôn chiến đấu khiến tâm linh của họ mệt mỏi. Đến đời này bọn họ không có thân bằng bạn tốt, không chút gì lưu luyến. Thất bộ xem vạn vật là con kiến, nên liên hợp với cuồng loạn cũng không kỳ. Có lẽ còn cộng thêm một điều, bọn họ bị lăng hàn nhục nhã chưa từng có, muốn mượn tay cuồng loạn báo thù. Thôi, bảy người này chỉ là tiểu nhân vật, mặc kệ bọn họ vì lý do gì làm phản đã không quan trọng, chờ tới lúc đó sẽ chân áp hết. Quan trọng là diệt tuyệt, thân phận thật sự của nàng ta là gì? Diệt tuyệt lấy bí mật diễn hóa vị diện từ lăng hàn, khiến sức chiến đấu đến trình độ khủng bố. Diệt tuyệt càng khao khát nhảy ra ao nhỏ gì đó, chợt mắt lăng hàn sáng rực, không đúng. Nếu diệt tuyệt giống như ta thì nàng là thất bộ, hoàn toàn có thể đẩy một vị diện đến trình độ siêu cao đẳng nghiền áp ta nhưng không có chuyện đó diệt tuyệt là thất bộ không biết sống bao nhiêu năm tồn tại biến thái như vậy chắc chắn nắm giữ ký hiệu thiên tôn không ít hơn ta năm xưa diệt tuyệt ôm một giấy vị diện tốc độ tu luyện không nên chậm hơn ta nàng có vị diện siêu cao đẳng nhưng chỉ đánh ngang tay với ta điều này chứng minh cái gì số lượng vị diện của nàng ít hơn ta tức là nàng không có năng lực diễn sinh vị diện chương 3455, bàn bạc, mắt lang hàn càng lúc càng sáng trong. Nếu suy luận của hắn không sai thì bây giờ diệt tuyệt có thể đối kháng với hắn là do trong người nàng có vị diện siêu cao đẳng, chiếm ưu thế về chất. Chờ khi lăng hàn vào thất bộ cũng có vị diện siêu cao đẳng, hoặc nhiều vị diện lên đến thượng cao đẳng thì có thể giành lại ưu thế. Chắc chắn là vậy, không thì thật sự không thể ngăn cản cuồng loạn. Lăng hàn về tổ địa, người dưới thiên tôn đều bị hắn thu vào tiên khách cư. Đây là món bảo khí đẳng cấp thiên tôn, không gian bên trong to lớn sánh bằng một vị diện thấp kém. Đám người nữ hoàng, hổ nữ, xuyên sinh thiên tôn thì ngồi cùng Lăng Hàn, nghe hắn kể tình huống. Nếu là thiên tôn, miễn không trực diện cuồng loạn hoặc nguyên thế giới tan vỡ thì không khó trốn tìm đường sống. Nghe Lăng Hàn nói xong bọn họ sợ hãi rung động, cái gì? Truyền ra chuyện này sẽ khiến nguyên thế giới oanh động, khiến người sợ hãi rợn tóc gáy cho rằng tận thế sắp đến. Xuyên sinh thiên tôn nhíu mày hỏi: Tại sao bọn họ làm như vậy? Dị nói, điều này đã không quan trọng, quan trọng là làm sao ngăn cản những tên khốn này. Mọi người gật gù, dù tìm hiểu lý do đám người sung viêm phản bội thì sao, có thể thay đổi hiện trạng không? Lam Hàn Trầm ngâm nói, lúc trước ta có bàn bạc vợ nhóm lâm lạc, ta sẽ mang tất cả tộc nhân đi, các người hãy đi cùng ta. Lúc trước Lăng Hàn có hẹn với nhóm Lâm Lạc sau khi xong việc vặt sẽ đến tổ địa Lâm ra hội hợp. Tuy bây giờ không ai ngăn cản cuồng loạn nhưng nó là vị diện, chỉ có thể từng bước một xâm nhập, cắn nuốt, huyền mạc vị diện tạm thời an toàn. Nhưng thời gian an toàn chỉ chừng 10 ức năm, hoặc ngắn ngủi cỡ một ức năm. Lang Hàn mang mọi người đến Lâm Gia, đã có mặt tân phó, bạch mễ phạn. Chu Hằng, sở hạo vốn là đệ tử của Lâm Lạc, tổ địa gần nhau nên luôn ở đây. Còn thiếu ngô trí hồng, huyết hồng thiên tôn, đợi hơn 10 ngày sau hai vị thất bộ trí tôn nhẹ nhàng đến. Tám nam nhân mạnh nhất thế giới ngồi xuống, xung quanh là đệ tử, hậu nhân của họ đều là thiên tôn ngồi hóng nghe. Lâm Lạc mở miệng nói, cục diện hiện tại mọi người có ý kiến gì không? Lâm Lạc là chủ nhân mảnh đất này nên dĩ nhiên lo chủ trị hội nghị. Bạch Mễ phản đập bàn toát ra hơi thở trí tôn, mấy tên khốn kiếp đó, thiên tôn xung quanh trắng mặt, cảm thấy da rẻ đau nhức suýt nổ tung. Huyết hồng thiên tôn ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí. Năm người xung viêm đến từ nguyên thế giới đời trước, trải qua một thế giới tan vỡ, ngủ say nhiều năm, suy nghĩ thay đổi, Tuy không đáng tha thứ nhưng ít nhất có lý do. Còn vạn ảnh và kim tàm, hừ, tân phó cũng lộ tia hung tợn. Vạn ảnh có thể vào thất bộ toàn nhờ chúng ta cung cấp cho mảnh nhỏ hạch tâm vị diệt, bây giờ dám phản bội lại chúng ta, thật sự không thể tha thứ. Bọn họ hận muốn giết người nhưng đây là chỉ là ước mơ đẹp. Thất bộ bất tử, dù vạn ảnh, kim tàm mới vào thất bộ không lâu, sức chiến đấu không thể so với cường giả uy tín lâu năm nhưng vẫn có đặc tính bất tử. Lâm lạc xua tay, đây đã thành sự thật nói nhiều hơn nữa chỉ vô nghĩa bây giờ chúng ta cần nghĩ ra đối sách ngô trí hồng nói đây là vị diện siêu cao đẳng cuối cùng của nguyên thế giới chúng ta phải giữ vững không thì mọi thứ chấm dứt lang hàn lắc đầu nói không giữ nổi huyết hồng thiên tôn nhíu mày nói ngươi đừng tự dập tắt sĩ khí lang hàn nói đây là sự thật lúc lang hàn là ngũ bộ đã dám đấu với thất bộ bây giờ càng không sợ thất bộ nhưng mọi người chung phe nên thái độ của hắn dịu hơn chút gác cuồng loạn sang bên lực lượng thất bộ của đối phương số lượng ngang chúng ta, sức chiến đấu cũng xứng đôi. Nếu bọn họ một trọi một thì không ai có thể ngăn cản cuồng loạn. Đám trí tôn im lặng, tuyên bố hào hùng thì dễ nhưng đối diện sự thật đẫm máu bọn họ không thể vờ như không thấy. Tân phó nhìn Lăng Hàn, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Lăng Hàn trầm ngâm nói, một là chờ, hai là lùi, nghĩa là sao? Mọi người cùng nhìn Lăng Hàn, phải công nhận hắn giờ là trụ cột lớn nhất nguyên thế giới. Lăng Hàn nói, không thể giữ huyền mạc vị diện được, chúng ta chờ, đợi khi vị diện này bị cuồng loạn nuốt thì động tay chân cướp giật hạch tâm vị diện. Nếu lấy được hạch tâm vị diện thì Tân Huynh, Ngô Huynh, Bạch Huynh Đệ, Lâm Cô Nương rất có thể bước vào thất bộ. Bọn họ thành thất bộ dù sức chiến đấu một chốc không theo kịp nhưng có thân thể bất diệt, có tư cách đối kháng với cuồng loạn. Dù chỉ có bốn người nhưng ít nhất giảm chậm bước chân của cuồng loạn. Chúng ta lùi thì rút đến vị diện thấp kém, để mặc cuồng loạn cắn nuốt tranh thủ thời gian cho ta. Lăng Hàn tạm dừng, ta còn có không gian tiến bộ rất lớn, chưa tu đến đỉnh thiên tôn. Cái gọi là đỉnh lục bộ của hắn không phải viên mãn năm loại lực lượng bản chất mà là vị diện trong người. Mọi người nghe rằng, ngươi một đường tăng cao thực lực, từ miễn cưỡng chấn áp đỉnh thất bộ đến sức một mình chấn áp năm trí tôn, cuối cùng càng có thể đối kháng cuồng loạn, đẩy ngược nó, mấy chuyện này có lục bộ nào làm được. Bước tiến lớn như vậy nói là từ thất bộ đến bát bộ cũng không lạ, nhưng tiểu tử này vẫn chưa tu đến đỉnh lục bộ, hỏi sao không làm người ta giật mình lang hàn liếc mọi người bây giờ chúng ta còn có thể hành động di rời người từ vị diện trung đẳng đưa đến vị diện thấp kém hoặc rút đến vị diện tiên vực tận cùng quyết tử chiến với nhóm cuồng loạn quyết tâm quá lớn lùi một bước đến cuối cùng không cho mình đường lui ác thật bảy trí tôn nhìn nhau chìm trong suy tư nếu đến tình trạng đó thì thật sự không còn đường lui muốn kích phát nguyên thế giới liều đồng quy vô tận với cuồng loạn cũng không thể lang hàn lắc đầu nói hiện tại cũng không thể, cuồng loạn đã chịu thiệt một lần thì không thể nào lọt hố lần hai. Lời này khiến người thất vọng nhưng bảy trí tôn chậm rãi gật đầu, đổi lại là bọn họ cũng không thể nào liên tục chịu thiệt hai lần chứ nói gì cuồng loạn. Cuồng loạn hóa thành vị diện, có lẽ vì né tránh đòn oanh kích hủy diệt của nguyên thế giới, vị diện quá lớn nên chủ thể cuồng loạn núp trong góc tránh thoát một kiếp. Lâm Lạc là người thứ nhất gật đầu nói, được, ta đồng ý, Chu Hằng gật đầu, ta cũng đồng ý, sở hạo là người thứ ba biểu đạt, Đồng ý, bốn người tân phó hơi do dự cuối cùng chậm rãi gật đầu. Chương 3456, thế giới chi bí. Lăng Hàn còn có không gian tiến bộ vậy thì đặt cược vào hắn đi." Lâm Lạc nói, mọi người đã có cùng ý kiến vậy thì bắt đầu hành động đi, đừng lãng phí thời gian. Bọn họ không cần hỏi thăm ý kiến của ai, không đến thất bộ thì không có tư cách bàn bạc với họ. Thất bộ là thần trong thiên tôn, Lăng Hàn vượt qua vị diện, đưa nhân vật quan trọng đi tiên vực trước. Đến nơi trốn quen thuộc, Lăng Hàn tràn ngập cảm khái. Vòng đi vòng lại cuối cùng giải quyết tất cả tại đây. Thiên tôn khác đều nhận được tin tức, bắt đầu mang theo tộc nhân của mình rời đi. Tóm lại cố gắng đưa người đi, toàn là sinh mệnh sống sờ sờ, bảo vệ được người nào hay người nấy, là hạt giống tương lai. Trước tiên giải quyết nỗi lo về sau rồi Lăng Hàn bế quan. Hiện giờ cần nhất là sức chiến đấu của Lăng Hàn, nếu hắn có lực lượng nghiền áp là mọi vấn đề được giải quyết. Trước khi bế quan có một việc khiến hắn hơi phân tâm, Vương Toàn Hà mất tích. Tìm cỡ nào cũng không thấy Vương Toàn Hà, như thể y biến mất khỏi thiên địa, vốn không có người này. Vương Toàn Hà là thiên tôn, có đủ năng lực cường đại tự bảo vệ, bản thân có thuộc tính may mắn nên chắc không gặp nguy hiểm gì. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, gác nỗi lo hậu đại này sang bên, bắt đầu chính thức bế quan. Lăng Hàn điều động tất cả ký hiệu thiên tôn trong người câu thông hư không, rút đi lực lượng bản chất nhiều vô kể để rèn luyện thân thể mình. Một mặt khác vị diện của Lăng Hàn phát triển mạnh mẽ, tự động rút năng lượng từ hư không hóa thành chất dinh dưỡng thúc đẩy vị diện phát triển. Trên vị diện đã có sự sống, có thể đưa sinh mệnh từ bên ngoài vào không? Lăng Hàn nghĩ tình huống tệ nhất là nếu không thể ngăn cản cuồng loạn, hắn lấy bản thân làm nguyên thế giới chứa hết sinh mệnh hiện có. Chỉ mong không cần đến bước này, nghĩ là vậy nhưng Lăng Hàn vẫn thử xem, đưa đám người nữ hoàng vào một vị diện trong tế bào của hắn. Kết quả là, được, Lăng Hàn thở phào, điều này nghĩa là chỉ cần hắn bất tử bất diệt những người bên cạnh hắn sẽ luôn bình an. Lăng Hàn tập trung tu luyện, huyền mạc vị diện đã không thể tránh khỏi hủy diệt, vậy bọn họ phải giành vị diện chi hạch bằng được, phe họ sẽ có thêm mấy thất bộ. Không chừng Lăng Hàn có thể đẩy tu vi lên thêm một bậc, đến đỉnh lục bộ. Thời gian, Lăng Hàn rất cần thời gian, thời gian như bay, sáu ức năm chớp mắt qua đi. Lăng Hàn nhận được tin tức huyền mạc vị diện bị cuồng loạn nuốt gần hết, hạch tâm vị diện sắp lộ ra ngoài. Xuất phát, đám thất bộ trí tôn nhóm Lăng Hàn, lâm lạc đến huyền mạc vị diện hiện giờ vị diện siêu cao đẳng này tên không xứng với thực nó nhỏ chỉ bằng một tòa thành trong thời gian mấy ức năm lang hàn không chỉ lo tu luyện còn thôi diễn ra toàn bộ ký hiệu nhất lưu lang hàn bỏ qua nhị lưu phù trước tiên làm ra nhất lưu phù muốn tăng sức chiến đấu của mình đến lớn nhất lúc trước lang hàn không đụng vào mảng này vì không có ý nghĩa gì dù hạ gục cuồng loạn diệt tuyệt thì sao chúng bất tử bất diệt hiện tại là phúc then chốt nhất tranh cướp hạch tâm vị diện nên Lăng Hàn không giữ sức nữa. ầm um, lực lượng gấp 8.000 lần gia cố, toàn thân Lăng Hàn tỏa sáng, tiếng máu sôi sục như trời sụp đất nứt. Một đấm đánh ra dập tắt hết thảy động tính, chỉ có trường quyền vạch phá chân trời, thắp sáng trời sao. Bùm 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 bùm, cuồng loạn thì sao, diệt tuyệt được ích gì, đối diện bùng nổ như vậy đều không thể sánh bằng, sẽ bị đánh bay hết. Lăng Hàn oanh kích đám sung viêm, đánh văng đám người chừa không gian cho nhóm lâm lạc đi cướp mảnh nhỏ hạch tâm vị diện. Diệt tuyệt tức giận quát, lăng hàn, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi hơn một nửa mảnh nhỏ hạch tâm vị diện bị đám người lâm lạc cướp mất. Diệt tuyệt hận muốn chết nhưng không đánh lăng hàn mà lo đuổi theo mảnh nhỏ hạch tâm vị diện. Diệt tuyệt phổ trưởng, xéo, tân phó bị nàng đánh bay không có gì ngạc nhiên, lực lượng cách biệt quá lớn. Diệt tuyệt phương tay chộp đã giành được một mảnh nhỏ hạch tâm vị diện. Bên kia cuồng loạn cũng mạnh mẽ bắt lấy một mảnh nhỏ. Dù gì là hai hung nhân mạnh nhất đương thời, trừ lăng hàn ra không ai có thể chống lại mũi nhọn của họ lăng hàn nhìn nhìn mảnh nhỏ hạch tâm vị diện đều có chủ phần lớn rơi vào tay phe mình lăng hàn thét dài đi đám người lâm lạc không chút hiếu chiến bọn họ tới nơi này mục đích vì hạch tâm vị diện giờ đã chia xong còn cần hiếu chiến sao lăng hàn đoạn hậu bảy trí tôn cùng rút lui khi đám người lâm lạc rời đi lăng hàn canh giữ đường hầm hai giới lăng hàn thản nhiên nói lần sau lại chiến sẽ phân ra sống chết diệt tuyệt cuồng loạn không tấn công nữa. Cuồng loạn đuổi theo vào vị diện khác, một mình diệt tuyệt thì sức chiến đấu yếu hơn lăng hàn chút, nàng còn đuổi theo làm gì, muốn ăn đòn. Diệt tuyệt lạnh lùng nói, hừ, ai chẳng nói đao to bố lớn được, đến lúc đó ai hoàn toàn chết người sẽ biết. Lăng hàn xoay người đi phất lờ diệt tuyệt, rút về tiên vực vị diện, đám người lâm lạc chia mảnh nhỏ hạch tâm vị diện. Đương nhiên đưa cho bốn người lâm u liên, ngô hạo dương, chỉ cần bọn họ bước vào thất bộ thì cục diện trước mắt sẽ có thay đổi lớn. Lăng Hàn được chia mấy mảnh, hắn là chủ lực đối kháng cuồng loạn, diệt tuyệt, thực lực của hắn tăng cao là quan trọng nhất. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, không sử dụng ngay những mảnh nhỏ mà cất đi. Giờ còn chút thời gian, hắn muốn dựa vào cố gắng của mình vào đỉnh lục bộ, rồi dùng những mảnh nhỏ này trợ giúp hắn tiến vào thất bộ. Đương nhiên khả năng như vậy rất nhỏ bé, cho Lăng Hàn nguyên hạch tâm vị diện hoàn chỉnh cũng chưa chắc giúp hắn thành công bước vào thất bộ. Lăng Hàn bình tĩnh lại, vững vàng, buông xuống tất cả vướng víu, giờ điều hắn cần làm là tăng cao tu vi đây là then chốt giải quyết tất cả bốn người lâm u liên tân khí hổ bế quan luyện hóa hạch tâm vị diện dù bọn họ có thể đột phá thất bộ nhưng đây không phải chuyện trong một sớm một chiều mà tính bằng ước năm đám trí tôn nhóm lâm lạc rảnh rỗi kéo nhau đi tiền tuyến tấn công cuồng loạn muốn giảm chậm bước chân của nó tranh thủ thời gian cho bên lăng hàn nhưng đám người sung viêm không phải ăn chay khiến nhóm lâm lạc không làm được gì sau huyền mạc vị diện không có vị diện siêu cao đẳng nữa vị diện cao đẳng cũng không còn. Tốc độ ăn của cuồng loạn tăng vọt, tiêu diệt một vị diện chỉ cần trăm vạn năm. Khi cuồng loạn ăn vị diện ngày càng nhiều thì tốc độ cũng tăng lên. chương 3457, ký hiệu thiên tôn đầy đủ. Mấy chục vạn năm ăn một vị diện, mười mấy vạn năm ăn một vị diện, khi tất cả vị diện trung đẳng đều biến mất thì tốc độ ăn của cuồng loạn rút ngắn trong vòng vạn năm. May mắn thiên tôn bên dưới thất bộ hỗ trợ đưa sinh linh trên những vị diện này đi. Nhưng vị diện lớn biết bao, Thiên Tôn cũng có giới hạn, được chuyển đến Tiên vực chỉ chiếm gần 1%. Sau 50 ức năm, Lăng Hàn xuất quan, Lăng Hàn đã đẩy tất cả vị diện trong người lên thượng cao đẳng, bị giới hạn trong cảnh giới của hắn mỗi vị diện đến cực hạn không thể tiến bộ thêm một bước đến siêu cao đẳng. Đám người Bạch Mễ phản, Lâm U Liên lần lượt xuất quan, bọn họ gánh áp lực thành công vào thất bộ. Chờ bọn họ ổn định cảnh giới sẽ là trợ thủ mạnh mẽ. Lăng Hàn triệu tập lại những người có đoàn sáng trong thức hải thực lực của hắn lại tiến bộ nên có thể thăm dò nhiều bí mật trong đoàn sáng của họ hơn. Thứ này liên quan đến bí ẩn khởi nguồn nguyên thế giới, là tài phú quý giá nhất. Bọn họ lại cộng minh đoàn sáng trong thức hải, ầm, um, trùng kích sóng giữ làm đám người Ninh Hải Tâm xỉu, Lăng Hàn chịu đựng trùng kích trong khoảnh khắc nhìn thấu nhiều bí mật. Tại sao Ninh Hải Tâm có siêu năng lực thân thiết, tại sao thần thức của Mã Thành Hạo mạnh như vậy, tại sao An Phi Diệu có lực lĩnh ngộ siêu đẳng về trận đạo, bao gồm tại sao lúc trước Lăng Hàn am hiểu đan đạo Mạnh vô lý, đan phương nào lăng hàn cũng học được, còn chống giống sáng tạo ra đan phương. Đây là mật mã nguyên nguyên thế giới, lúc trước mật mã sinh mệnh chỉ là một phần, đương nhiên cũng là phần vô cùng quan trọng, năng lực khác là dệt hoa trên gấm. Trong người lăng hàn biến đổi lớn, trong thức hải của hắn nở ra hoa sen vàng, hiểu ra như hoa. Tất cả mật mã sinh mệnh mà lăng hàn có được đều hiển hiện, đây là phần bị thiếu, giờ phần thiếu thốn đó tự động hiển hóa ra ngưng kết thành một vòng tròn, Lăng Hàn cảm ứng được ở nơi xa xôi vô tận có người giống hắn đang cộng minh, không chỉ có mình hắn. Diệt tuyệt, vương toàn hà, dường như bọn họ cùng sâu chuỗi, vượt qua thời không, đan vào bản chất thế giới. Lăng Hàn không biết diệt tuyệt có trông thấy những mật mã sinh mệnh này không, hắn cho rằng một khoảnh khắc vụt qua đó hắn chuẩn bị sẵn sàng mà suýt nữa bỏ qua. Diệt tuyệt đột nhiên không có đề phòng chắc không kịp bắt giữ. Lăng Hàn tiêu hóa đoạn mật mã, cảm giác cơ thể thay đổi, cụ thể là gì thì hắn không nói được thời gian lặng lẽ trôi, lại qua chín ức năm, Lăng Hàn bị cưỡng ép kêu ra, hết cách, cuồng loạn đã xâm nhập đến dị vực, nếu dị vực bị diệt thì đến tiên vực. Hoàn thành hai bước cuối cùng này là cuồng loạn đạt thành mục đích, nuốt nguyên nguyên thế giới. Đại quyết chiến cuối cùng, sắp đến, Lăng Hàn làm chuẩn bị cuối, cố gắng thu người vào vị diện trong cơ thể của hắn. Tiên vực nho nhỏ này đã chật ních người, trong cơ thể Lăng Hàn có vô số vị diện, đều là đẳng cấp cao, đủ chứa lục bộ thiên tôn, bao gồm nhóm nữ hoàng hổ nữ tất cả bị lăng hàn nhét vào người từ điểm này thì không ai có thể so sánh với hắn trong người đám lâm lạc chu hằng có một hoặc hai vị diện nhưng dù bọn họ tu vị diện đến thượng cao đẳng cũng không thể dựng dục ra sinh mệnh không có mật mã sinh mệnh làm sao sáng tạo sinh mệnh chỉ lăng hàn mới làm được có lẽ diệt việt cũng được vì nàng cũng lấy ra mật mã sinh mệnh nhưng không nhiều bằng lăng hàn nên tất cả sinh linh dưới thất bộ đều vào trong thân thể lăng hàn hắn như hóa thành nguyên thế giới bên ngoài chỉ để lại mấy thất bộ, Lâm Lạc, Tân Phó, Ngô Chí Hồng, Bạch Mễ Phạn, Huyết Hồng Thiên Tôn, năm thất bộ già. Còn có 6 thất bộ mới lên Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, Tân Khí Hổ. Tổng cộng 11 người, cộng thêm Lăng Hàn, đây là trận thế cuối cùng chuẩn bị quyết chiến với cuồng loạn. Dị vực vị diện đang nhanh chóng bị công chiếm, cuồng loạn nuốt gần hết nguyên thế giới đã trở nên cực kỳ mạnh, tốc độ nuốt lên độ cao mới. Chỉ 300 năm dị vực đã hoàn toàn biến mất. Một vị diện thấp kém bình thường không giúp cuồng loạn tăng tiến bao nhiêu, nhưng nuốt hết vị diện là một quá trình hoàn chỉnh, không thể vì tiên vực, dị vực quá yếu mà buông bỏ, sẽ bị khiếm khuyết. Lăng Hàn còn đang tu luyện, hắn tập trung tinh lực vào việc nghiên cứu mật mã sinh mệnh, bí ẩn nguyên thế giới nên chưa thôi diễn ra trọn vẹn ký hiệu thiên tôn nhị lưu. Lăng Hàn đang rảnh, hắn ngồi xếp bằng, trong lòng không ngừng hiểu ra. Lăng Hàn đã có được bí ẩn nguyên thế giới, nhờ thế mà việc thôi diễn ký hiệu thiên tôn trở nên vô cùng dễ dàng đây vốn chỉ là thủ đoạn câu thông lực lượng bản chất. Ba năm sau Lăng Hàn mở mắt ra, trong mắt hắn rậm rạp ký hiệu. Rõ ràng Lăng Hàn đang ngồi nhưng đám người lâm lạc cảm giác hắn xa vời không thể với tới, dường như hắn đã vào thứ nguyên khác. Ông 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 ông, Lăng Hàn động ý niệm, người xuất hiện chín phủ văn lưu. Đây là toàn bộ vị ký hiệu thiên tôn, từ đệ cửu lưu đến đệ nhất lưu, hoàn chỉnh vô khuyết. Mỗi ký hiệu đều đang cộng minh, tuy riêng biệt nhưng đặt cùng lúc thì bổ sung năng lượng cho nhau, sinh sôi không dứt. Đây là một vòng tuần hoàn trọn vẹn, hoàn mỹ, lang hàn khẽ kêu, lại động ý niệm, chín phù văn một lần nữa dung hợp thành hình thái cực. Âm, dương, sinh, tử, mặt trái, mặt phải, đối lập nhau lại sinh ra nhau. Lang hàn xé rách hư không búng một cái, bùm, hư không nổ lớn, lực phá hoại đáng sợ đến cực độ. Tăng phúc lực lượng gấp 10 vạn lần, tất cả ký hiệu thiên tôn cùng vận chuyển, còn là trong tình huống hòa hợp thành một, tăng mạnh lực lượng cao gấp 10 vạn lần lăng hàn phun ngụm máu phụt lực lượng quá mạnh gây gánh nặng lớn cho lăng hàn thân thể lục bộ không chịu nổi bên kia đám người lâm lạc xoay tròn mắt một kích kia lực phá hoại rất kinh khủng khiến họ rung động nếu đánh vào người họ thì có khi nào oanh sát họ không có lẽ thân thể không bị hỏng nhưng thức hải chịu trùng kích như vậy sẽ hồn phi phách tán tiểu tử này mới chỉ là lục bộ mà sao có không gian trưởng thành kinh người đến thế nhưng lăng hàn đánh ra công kích như vậy cũng rất miễn cưỡng vì không có thân không hỏng, không chứa nổi lực lượng như vậy dâng lên. Mọi người hỏi, Lăng Hàn, người sao rồi? Vẻ mặt Lăng Hàn buồn bực, hắn không thể ngờ vấn đề bây giờ không phải lực lượng không đủ mà là khí lực không theo kịp. May mắn vị diện trong người hắn tỏa ra hơi thở sinh mệnh cường đại, chỉ trong khoảnh khắc ra thịt bong chóc đều khép kín như ban đầu. chương 3458, Đại Quyết Chiến bắt đầu. Thiên tôn bị thiên địa căm hận, cho nên thiên địa không thể nào tẩm bổ thiên tôn, nhưng bản thân lăng hàn tự thành một giới vị diện trong người là tế bào của hắn một phần của hắn nên tất nhiên tẩm bổ cho hắn bùng nổ như vậy là gánh nặng khá lớn cho lăng hàn nhưng miễn không làm thường xuyên thì hắn chịu đựng được tân phó nói sắp quyết chiến thất bộ nhạy bén đã cảm ứng được một hơi thở đáng sợ ập đến cường đại đến không thể tả nổi đó là cuồng loạn cắn nuốt gần như nguyên nguyên thế giới khiến nó cường đại đến trình độ gì không ai tưởng tượng nổi bùm, mọi người cảm thấy mặt đất rung rinh, bầu trời trong sáng chợt đen ngòm. May mắn bọn họ đều là thiên tôn, dù trong tối tăm cũng thấy rõ ràng. Vô số xúc tu từ trên trời rũ xuống để ép nguyên tiên vực vị diện. Cuồng loạn lao đến, nó muốn nuốt vị diện cuối cùng này, hoàn thành mục tiêu trung cực của nó. Tiên vực là nơi lăng hàn bắt đầu bây giờ là chiến trường cuối cùng. Bắt đầu và kết thúc, đám người lăng hàn lao ra ngoài, giết, bọn họ xé rách hư không, nhảy ra vị diện. Từ hư không có thể trông thấy một con bạch tuộc to đến không thể tả đang mở rộng vô số xúc tu bao vây tiên vực vị diện. So sánh cuồng loạn là ngọn núi lớn thì tiên vực là cọng cỏ. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn, tất cả lao ra ngoài oanh kích cuồng loạn, muốn ngăn cản nó nuốt tiên vực. Giọng diệt tuyệt vang lên, ai, tại sao các người không thành thật một chút, làm rùa đen rút đầu có phải tốt không? Diệt tuyệt dẫn theo nhóm sung viêm xuất hiện, diệt tuyệt liếc mắt qua thấy phe lăng hàn có thêm bốn người lâm u liên, nàng cười nói thì ra có trợ thủ hèn gì dám ra đây đánh một trận nhưng không chỉ có các ngươi mới có trợ thủ diệt tuyệt nhìn đằng sau ra đi ong 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 một bóng người từ phương xa đi tới toát ra hơi thở cường đại trấn áp khung trời đây là một thất bộ trí tôn trên đời này có thêm một thất bộ khi nhìn bộ dạng người này thì từ tận đáy lòng lăng hàn dâng lên cảm giác không tin được chết đứng vương toàn hà thất bộ mới lên là vương toàn hà sao có thể như vậy không nói cái khác mới qua bao nhiêu năm vì sao khiến một tinh thần cảnh trở thành thất bộ trí tôn như bây giờ hơn nữa thiên phú của vương toàn hà rất bình thường dựa vào cố gắng thành tiểu tiên vương còn khó chứ nói gì thiên tôn còn là thất bộ nhưng hiện tại vương toàn hà đứng trước mặt lăng hàn lực lượng thất bộ dâng trào không chút giả dối diệt tuyệt nhìn diệt tuyệt nhe răng cười kỳ dị ngạc nhiên lắm phải không lăng hàn gật đầu nói đúng lăng hàn nhìn vương toàn hà hậu nhân không biết cách bao nhiêu đời lúc trước lăng hàn mơ hồ cảm giác có lẽ hắn thả ra con ác ma nhưng vì thực lực của vương toàn hà quá yếu nên lăng hàn chỉ sai lăng kiến tuyết theo dõi nếu y đi lệch được thì kéo lại một phen vấn đề là thuộc tính may mắn của vương toàn hà quá ghê gớm khiến một người thiên phú không cao cơ sở không vững chắc vọt lên thiên tôn cảnh sau khi đến thiên tôn thì vương toàn hà khó theo dõi hơn nên bắt đầu từ ngày đó vương toàn hà mất tích nhưng lăng hàn không bao giờ ngờ vương toàn hà sẽ xuất hiện với thân phận thất bộ còn đứng về phe diệt việt cuồng loạn. Tại sao? Lăng Hàn hỏi, ngươi làm như vậy có thấy yên tâm được không? Vương Toàn Hà lạnh lùng nói, trên thế giới này không có người ta để ý nữa, hủy nó thì sao? Hơn nữa người rõ ràng là thiên tôn mạnh nhất đương thời nhưng không đến tìm hậu nhân của mình, hải vương ra bị diệt không còn một ai. Vương Toàn Hà tạm dừng, mắt bắn ra thần quang giống to. Ta hỏi ngươi có yên lòng được không? Tên này quá cực đoan. Lăng Hàn trầm giọng nói, dừng cương trước bờ vực chưa muộn, nếu không, ta sẽ không nương tay. Vương Toàn Hà lạnh lùng nói, ha ha ha, khí lực của ta không hỏng, người có thể làm gì được ta. Vương Toàn Hà trước tiên lao vào tấn công Lăng Hàn, xoẹt 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 xoẹt, Vương Toàn Hà liên tục vỗ ba trưởng, mỗi trưởng đều là đánh hết sức, lực lượng thất bộ bùng nổ cực kỳ cường đại. Nhưng thất bộ bình thường giờ chẳng đáng là gì trước mặt Lăng Hàn, chỉ tùy ý điểm ngón tay là hóa giải hết thế công của Vương Toàn Hà. Nhưng đại cao thủ Lăng Hàn bị Vương Toàn Hà kiềm chế, đám người lâm lạc có thể ngăn cản cuồng loạn không? Đương nhiên không được, tuy phe bọn họ có thêm bốn thất bộ, nhưng Diệt Việt ra tay dễ dàng cản lại bốn người này. Diệt Việt cười to bảo, hãy xem cuộc vui đi, chỉ có thất bộ mới có tư cách xem. Váy đen nàng bay bay như hòa vào hư không, đám người lâm lạc hét lên. Lăng Hàn, Bạch Mễ phản định lao qua ngăn cản Vương Toàn Hà thay Lăng Hàn, giải phong sức chiến đấu lớn nhất phe mình. Ta đến đây, nhưng diệt tuyệt không cho bạch mễ phạn như ý, bàn tay vỗ ra. Bùm, một trường làm cả người bạch mễ phạn máu tuôn như suối. Mọi người giật mình nhìn, thất bộ là không hỏng bất diệt, nhưng bạch mễ phạn bị vỗ một trường trào máu, hỏi sao không khiến người ra đầu tê dại. Thất bộ cũng sẽ bị giết sao, con người lang hàn co rút, sức chiến đấu của diệt tuyệt quả nhiên tiến bộ kinh người. Chắc diệt tuyệt đẩy mấy vị diện đến bậc siêu cao đẳng, lực lượng của nàng tăng vọt đến trình độ một kích bị thương thất bộ. Lăng Hàn không thể dây dưa với Vương Toàn Hà nữa, không thì mọi người đừng nói là ngăn cản cuồng loạn, sẽ sớm bị diệt tuyệt đồ sát sạch. Lăng Hàn chỉ vào Vương Toàn Hà, định, lực lượng đáng sợ đè xuống, Vương Toàn Hà rên rỉ bị đè nằm xuống. Lăng Hàn thét dài lao vào diệt tuyệt, diệt tuyệt quát khẽ, nghênh đón Lăng Hàn. Đến đây, xót ruột, hai người đụng độ một phát, vạt áo bay bay giấy lên sóng năng lượng mạnh hơn bão tố hư không gấp vô số lần lan tràn bốn phương tám hướng. Đám người lâm lạc, Xung viêm bị dao động quét qua đánh bay ra ngoài không có chút sức chống cự cùng là thất bộ nhưng cách biệt quá lớn lang hàn nói chỗ này để ta cho các người hãy ngăn cản cuồng loạn đám người lâm lạc bay hướng cuồng loạn được đám người xung viêm cố cản nhưng số người ít hơn không thể ngăn lại cả đám lâm lạc có vài đòn công kích đánh vào người cuồng loạn nhưng cuồng loạn không chút phản ứng chỉ duỗi xúc tu thật dài ra bao chặt tiên vực vị diện bây giờ cuồng loạn mạnh gấp vô số lần Công kích của thất bộ vốn không thể tổn thương nó bây giờ thì thậm chí không ảnh hưởng được. Chương 3459, Tịch Diệt, đối với cuồng loạn thì nó chỉ còn cách ước mơ có một bước, nuốt luôn vị diện này là nó sẽ thay thế nguyên thế giới. Khi đó nó muốn làm gì được nấy, cần gì để ý mấy con dẹp. Lăng Hàn nhướng mày, quay đầu giết hướng cuồng loạn, Diệt Tuyệt Định ngăn cản hắn. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Lăng Hàn gầm lên, xéo, Lăng Hàn đánh một đấm, một ký hiệu trên trán phát sáng trong lòng diệt tuyệt dâng lên lạnh lẽo, nỗi sợ không dám đỡ cú đấm này. Nhưng cuối cùng diệt tuyệt vỗ trưởng nghênh hướng lăng hàn, cùng là sức chiến đấu mạnh nhất, mắc gì nàng phải sợ. Bùm, cú đấm của lăng hàn trúng mục tiêu, diệt tuyệt kêu rên lùi nhanh, miệng hộp bãi máu. Cái gì, diệt tuyệt tràn đầy không tin được, một kích sốc hết sức của nàng mà không đánh lại lăng hàn, còn bị thương. Cú đấm bùm nổ quá khủng bố, lăng hàn thu về nắm tay, ra toàn thân trào máu mới rồi Lang Hàn sử dụng tất cả ký hiệu Thiên Tôn bùng nổ lực lượng gấp 10 vạn lần làm hắn chịu gánh nặng lớn nhưng sử dụng đại sát khí như vậy quả nhiên Diệt Việt cũng bị hắn đánh thương Lang Hàn quay đầu lao vào cuồng loạn xót ruột Lang Hàn đánh một đấm từng tầng sóng năng lượng sinh ra từ nắm tay của hắn mỗi khi vung một cái là sóng năng lượng sẽ trồng thêm một lần dường như hư không bị đè ép kéo theo đánh hướng cuồng loạn cú đấm này quá khủng bố cuồng loạn gầm lên nó rút về hết xúc tu như người thường đụng phải ngọn lửa giữa hư không cuồng loạn siêu khổng lồ hơ xúc tu đầy trời đôi mắt to nhìn lăng hàn chằm chằm xoẹt, xoẹt 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 mấy trăm xúc tu quất tới lăng hàn hô nắm đấm đón đánh bùm 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 một cú đấm là đánh bay một xúc tu lăng hàn ra tay siêu nhanh liên tục đấm mấy ngàn cái cuồng loạn ngừng tấn công vì xúc tu của nó phát sáng lúc chớp lúc tắt không ổn định trong cuộc pha chạm cuồng loạn bị thương nặng người lăng hàn đẫm máu hắn sử dụng siêu cấp tổ hợp phù mỗi một kích khiến hắn bị thương nhẹ cộng lại thì không nhẹ chút nào. Nhưng hết cách, không phát huy ra lực lượng như vậy thì làm sao đánh lui cuồng loạn. Diệt tuyệt đạp hư không bước chậm đến. Lăng Hàn, người thật là khiến người giật mình, nhưng người không ngăn cản xu hướng đại thế được. Bùm, cuồng loạn, diệt tuyệt hợp sức tấn công Lăng Hàn dồn dập. Lăng Hàn thét dài, việc bất đắc dĩ nhưng ta cứ làm, thế mới gọi là võ giả, nghịch thiên mà đi. Lăng Hàn đón đánh hai hung nhân mạnh nhất đương thời, đại quyết chiến chính thức bắt đầu lăng hàn chiến đấu với cuồng loạn diệt tuyệt đã vượt qua đẳng cấp thất bộ đám người lâm lạc sùng viêm không thể chen vào dù về mặt lý luận cuồng loạn diệt tuyệt còn là thất bộ lăng hàn thì chỉ là lục bộ nhưng cả ba vượt rất xa đỉnh thất bộ bình thường lăng hàn khổ chiến hắn rất cường đại nắm giữ ký hiệu thiên tôn trọn vẹn khiến sức bật của hắn lên đến trình độ khủng bố một kích của hắn có thể đánh hỏng đánh nát thân thể thất bộ nhưng cuồng loạn diệt tuyệt có lực lượng vô cùng cường đại hóa giải hơn một nửa công kích của lăng hàn khí lực bất diệt thất bộ hứng chịu lực lượng còn sót lại lang hàn thì chỉ có thân thể lục bộ khí lực là điểm yếu của hắn đánh lâu dần lộ ra điểm yếu này hắn toàn thân đẫm máu thậm chí kinh mạch bắt đầu sôi trào sắp nổ tung diệt tuyệt cười to bảo lang hàn thời đại lớn đến rồi không thể ngăn cản ngươi muốn nghịch thế mà đi thì chỉ có tan xương nát thịt tuy diệt tuyệt cuồng loạn không ngừng bị đánh lui nhưng không bị ảnh hưởng thực chất lang hàn sắp bị kéo suy sụp tại sao không ôm thời đại mới Lăng Hàn cười lớn trả đúa, thời đại mới cho chết gì, ta sẽ đánh nát tất cả. Mặt diệt tuyệt lạnh lùng nói, ngu, vậy thì ngươi đi chết đi. Hai tuyệt thế hung nhân cùng đánh Lăng Hàn buộc hắn phải phát huy hết sức, không có chút thời gian thở dốc, làm hắn tự tổn thương mình. Cứ tiếp tục thế này thì 10 năm hay trăm năm sau Lăng Hàn sẽ bị chính mình làm mệt chết. Đám người lâm lạc xem hiểu, rất căng thẳng, bọn họ không thể tham gia vào chiến đấu như vậy, đi lên bị đánh bay là chuyện nhỏ, rất có thể bị nghiền thành vụn đám người sung viêm sung sướng cười. Ha ha ha, bọn họ bị lăng hàn chèn ép rất thảm, trí tôn thứ hạng năm từng bị hắn chân áp. Kim tàm suýt thành phó tổng của lăng hàn, vạn ảnh thấy lăng hàn liền bỏ chạy, để lại hồi ức đáng xấu hổ. Giờ tình huống của lăng hàn rất tệ, tự nhiên khiến bọn họ vô cùng thoải mái. Nghịch tử này rốt cuộc nếm ác báo, hừ, để hắn sống lâu như vậy cũng nên lấy mạng nhỏ của hắn. Bạch mễ phản hét to tấn công, im mồm, nhưng thực lực bọn họ ngang nhau, Thất bộ không thể tổn thương thất bộ. Đám người xung viêm không chống đỡ được nhưng cũng không bị gì, không thể tổn thương bọn họ. Tuy nhiên thất bộ rất dĩ diện, ai muốn bị đánh bay lung tung. Nên đám người xung viêm vẫn đánh trả, hai bên lại kịch chiến. Lang Hàn biết tình huống của mình, cứ tiếp tục bùng nổ kiểu này thì hắn sẽ bị lực lượng khủng bố trong người chấn thành mấy mảnh. Hắn không thể chết, không thì những người trên vị diện trong cơ thể hắn sẽ cùng chết. Làm sao đây, rút lui, để mặc cuồng loạn ăn tiên vực không được lăng hàn thầm lắc đầu vậy chỉ còn một con đường để đi lăng hàn lấy mấy mảnh hạch tâm vị diện ra ấn vào ngực lập tức luyện hóa đây là hạch tâm của huyền mạc vị diện lăng hàn luôn lưu trữ không dùng chỉ vì để dành trùng kích thất bộ giờ lăng hàn cần có khí lực của thất bộ đến đây đi để xem trong áp lực lớn thế này hắn có thể cảm ứng lực lượng bản chất loại thứ sáu không miễn cảm ứng được rút ra một tia lực lượng rèn luyện thân thể là lăng hàn sẽ có khí lực đến thất bộ bất diệt dù hắn hộc máu da rẻ nứt ra vì lực phản chấn cũng sẽ thành chuyện còn con. Cuồng loạn, diệt tuyệt cũng không là mối uy hiếp nữa. Ngược lại Lăng Hàn sẽ đẩy vị diện lên đến mức giới hạn cao nhất siêu cao đẳng. Lăng Hàn sẽ càng lúc càng mạnh, hắn sẽ đè đầu cuồng loạn, diệt tuyệt. Nào thì liều một phen, Lăng Hàn luyện hóa mảnh nhỏ hạch tâm vị diện vì vị diện là rút lực lượng bản chất giữa hư không biến thành lực lượng của bản thân, những lực lượng bản chất này thông qua hạch tâm vị diện hấp thu chuyển đổi nên luyện hóa hạch tâm vị diện là sẽ hiểu thấu lực lượng bản chất được quan trọng là lực lượng của bản thân lăng hàn quá mạnh nghiêm trọng ảnh hưởng hắn cảm ứng lực lượng bản chất cuối cùng thứ hai vì đây chỉ là mảnh nhỏ hạch tâm vị diện không phải thể hoàn chỉnh hiệu quả kém hơn nhiều